Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện đăng hoa tiếu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. chương 41, Vạn Ân Tử Ngày hôm sau trời nhiều mây. Bầu trời đầy mây đen và sương mù xám xịt, ban ngày mà mở mịt như đêm tối. Gió thổi những chiếc đèn lồng dưới mái hiên của y quán lung lay, lục đồng đeo hộp y cụ trên lưng, cùng ngân tranh lên xe ngựa. Xe ngựa là do Đỗ Trường Khanh thuê cho bọn họ, đã sớm đợi ở cửa. Chùa Vạn Ân nằm trên đỉnh núi Vọng Xuân, cách phố Tây ít nhất nửa ngày đi xe. Đỗ Trường Khanh cho Lục Đồng nghỉ một ngày, chỉ cần trước tối mai nàng quay về đóng cửa hàng là được. Xe ngựa lao đi, Ngân Tranh không nhịn được vén rèm nhìn ra ngoài, một mặt, nàng ngạc nhiên trước khung cảnh rực rỡ trên đường đi, nhưng mặt khác, nàng lại có chút lo lắng vì nếu trời mưa nền đất lầy lội thì rất khó đi. May mắn trời thương, mặc dù mây đen đầy trời nhưng đến khi họ đến trước cửa chùa trên núi thì mưa mới bắt đầu rơi. Ban đầu mưa không lớn lắm, chỉ như một màn sương mù răng răng, càng tạo thêm cảm giác yên bình, tĩnh lặng cho ngôi chùa cổ ẩn mình giữa hàng nghìn cây cối. Phu xe phía trước mỉm cười nói, cô nương, chúng ta sắp đến cổng chùa rồi. Lục đồng vén một góc rèm xe, dọc theo khe hở nhìn ra ngoài cửa sổ. Chùa Vạn Ân rất lớn. Bắt đầu từ sườn núi Vọng Xuân, nhiều tượng Phật được chạm khắc phía trước các bậc thang trên bức tường đá ở hai bên núi. Chùa có nhiều cây bồ kết, thông và trúc. Lúc này trời có gió khiến rừng trúc rung lô lên xào sạc, mưa chiều rơi xuống như hoa lê. Chùa Vạn Ân giống như một môi chùa cổ trong thần thoại, nơi ẩn tu của các vị ẩn sĩ. Tuy nhiên, ngôi chùa này đang rất náo nhiệt. Có vẻ chùa này rất linh nghiệm, hương khói lúc nào cũng nghi ngút. Trước đây khi lên núi đã thấy rất nhiều xe ngựa. Bây giờ khi đến cổng chùa, xe ngựa lại càng đông hơn, tắc đường đến nỗi bốn bề đều là xe ngựa. Trên núi có rất nhiều nữ quyến lên hành hương, khắp nơi đều có nhà sư gõ chuông. Tiếng chuông vang xa, mang theo khói hương thoang thoảng, vừa sôi động, vừa yên tĩnh vừa như lạc vào hồng trần lại như thoát khỏi phàm thế, vừa vắng lặng vừa náo nhiệt. Trong lúc Lục Đồng đang quan sát, cỗ xe bất ngờ bị ai đó va phải mạnh, hất nàng sang một bên và suýt ngã khỏi xe. Ngân Tranh vội vàng ngồi thẳng dậy, đỡ Lục Đồng, vén rèm xe lên, hỏi bên ngoài, có chuyện gì vậy? Một cỗ xe ngựa khác to lớn hơn, lộng lẫy hơn, có bánh xe và mái che màu đỏ đang đâm mạnh vào phía trước xe ngựa của họ người phu xe phía trước cầm roi ngựa quay lại nhìn họ, mất kiên nhẫn mà nói, "Còn không mau tránh ra." "Dám làm phiền đến thiếu gia?" Xem các ngươi có gánh vác nổi không?" Ngân Tranh đang định nói thì Lục Đồng giữ tay nàng lại, nàng quay đầu lại thì thấy Lục Đồng khẽ lắc đầu. Ngân Tranh không còn cách nào khác ngoài việc nhẫn nhìn. Thấy hai người không tranh cãi, người đánh xe hừ lạnh một tiếng, lại lái xe về phía trước. Phía sau hắn ta một số cỗ xe tương tự theo sau tiến vào cổng chùa ngân tranh tức giận nói những người này thật mông cuồng rõ ràng chúng ta là người tới đây trước lục đồng hạ rèm xe xuống nói đối phương trông có vẻ địa vị không thấp có tranh cãi cũng vô dụng kệ cho bọn họ đi trước đi ngân tranh gật đầu đồng ý sau khi vào cổng chùa hai người xuống xe người đánh xe dẫn ngựa nghỉ ngơi ở bên ngoài sáng mai pháp hội làm xong sẽ đợi họ trước cổng chùa để xuống núi. Lục đồng và ngân tranh trước tiên đi tới chỗ hòa thượng phụ trách chỗ ở đang đứng ở cổng chùa, đưa 10 lạng bạc, hòa thượng dẫn hai người họ về phòng nghỉ. Pháp hội thanh liên được tổ chức vào mùng 1 tháng 4 hàng năm có rất nhiều tín đồ tham dự. Nhiều nữ quyến của cả quân lại và dân thường đều lên núi trước một ngày. Chỗ ở trong chùa Vạn Ân thì nhiều, nhưng số tiền ở mỗi chỗ là khác nhau ví dụ ở viện tẩy bát nằm ngoài cùng mỗi đêm giá một lượng bạc một người đây là phòng nghỉ bình thường cơm chay cũng ở mức trung bình nếu ở lại đây thì sẽ không thể nhìn thấy được khung cảnh của ngôi chùa viện phùng ân thì tốt hơn viện tẩy bát một chút mỗi người hai lượng bạc một đêm phòng ốc rộng rãi hơn và cơm chay cũng phong phú hơn khách hành hương có thể dạo quanh khu vườn của nhà nghỉ trong viện phùng ân tràn ngập hoa cỏ có nhà tranh thoáng mát cũng coi là khá thú vị viện vô hoài nơi lục đồng và ngân tranh ở thậm chí còn đắt hơn giá năm lạng bạc mỗi người một đêm hành lang dài quanh co dòng suối trong vắt mát lạnh còn về cơm chay thì càng không phải nói tất nhiên là sẽ xứng với giá tiền năm lạng bạc ngoài ra còn có viện lãm cảnh viện thời duyên nghe đỗ trường khanh kể chùa vạn ân còn có viện trần cảnh nữa nhưng đó không phải là nơi bỏ tiền ra là có thể ở được chỉ có hoàng thân quốc thích hoặc quan lại thế gia mới có thể ở đây hòa thượng dẫn đường đi qua đình nghỉ và đi về hướng viện vô hoài lúc này là hoàng hôn đèn thắp sáng khắp nơi trong chùa trời đang mưa lây phây bầu trời u ám với những cơn mưa dai dẳng người hành hương khắp nơi cầm ô tiến vào đình nghỉ trong sân tất cả đều vội vã tránh mưa làm ướt áo Nơi xa có bóng người đi ngang qua, lục đồng liếc nhìn, có chút giật mình. Hoàng hôn buông xuống, xa xa im lặng, dưới ngọn đèn cô đơn trong màn đêm, một người trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao lớn, hắn không cầm ô đi trong mưa gió, bước đi vừa phóng khoáng vừa hào hùng, không có cảm giác ra vẻ trống rỗng, mà có chút huy hoàng chân tục. Triệu ninh công thế tử, ánh mắt lục đồng chuyển động lần trước ở cửa hàng son phấn ở dưới bảo tường lâu, bùi điện sói này mặc dù luôn tươi cười thân thiện nhưng thực ra âm mưu suy tính rất sâu, hiện hắn lại xuất hiện ở đây. Không biết ở đây có người của điện tiền ti hay không? Lúc nàng đang suy nghĩ, hòa thượng dẫn đường phía trước thấy nàng không tiếp tục đi theo, có chút nghi hoặc hỏi, thí chủ. Lục đồng thu hồi ánh mắt, đáp, đi thôi. Sau khi đi bộ khoảng chừng một nén nhang, người qua lại cũng thưa hơn, họ đến một khu vườn rậm rạp, trong rừng có đường mòn dài, hai bên đường cứ cách một đoạn lại có một căn phòng. Lúc này, đêm đã khuya, con đường và các căn phòng đều được thắp sáng, trong màn mưa đêm mờ ảo, ánh đèn trông như những con đom đóm lập lòe. Hòa thượng chắp tay, những mày hỏi lục đồng, đây chính là viện vô hoài, phía tây còn có mấy căn phòng trống, thí chủ hãy chọn lấy một cái. Lục đồng liếc nhìn con đường dài, đưa tay chỉ về phía căn phòng cuối cùng nói phòng đó cũng được hòa thượng dẫn đường có chút kinh ngạc ân cần giải thích căn phòng đó nằm phía trong cùng tuy yên tĩnh nhưng lại không thể nhìn được phong cảnh trong chùa không sao đâu lục đồng đi về phía trước ta không thích náo nhiệt hơn nữa trời vừa tối lại mưa cũng không ngắm được phong cảnh gì cả hòa thượng thấy vậy thì không nói gì nữa chỉ dẫn hai người đến căn phòng cuối cùng đưa chìa khóa cửa rồi rời đi. Lục đồng và ngân tranh đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng rãi, chia ra phòng ngoài và phòng trong, đặt hai chiếc ghế dài rất sạch sẽ. Trên bàn có mấy lư hương và kinh thư, có lẽ là để cho người hành hương đọc trong lúc buồn chán. Ngân tranh thu dọn hành lý thì một hòa thượng khác mang đến cho các nàng đồ ăn chay, một đĩa bí đao tươi, một bát củ sen ngâm chua, xà lách trộn, măng ngâm và đậu phụ hạnh nhân, tất cả đều là rau theo mùa cuối cùng là hai bát cháo bít canh một nắm trái cây cát tường và một đĩa bánh hoa mai chắc là để hợp khẩu vị của nữ quyến đi đường mất nửa ngày khách hành hương cũng đã thấm mệt nhìn bát cháo và món ăn kèm này ngay cả người kén chọn nhất cũng sẽ cảm thấy ngon miệng ngân tranh bày bát đũa lên bàn nhìn thấy lục đồng đứng ở cửa sổ liền hỏi cô nương muốn ra ngoài bây giờ sao Lục Đồng lắc đầu, không phải bây giờ. Mưa càng lúc càng nặng hạt, bên ngoài cũng không có ai đi lại. Nếu là một đêm quang đãng, cảnh tượng nhìn từ đây sẽ rất đẹp, nhưng bây giờ trời mưa to gió lạnh thì chỉ thấy sự tịch mịch cô đơn. Lục Đồng đưa tay đóng cửa sổ lại, mọi nỗi buồn phiền đều bị khóa lại ngoài cửa. Nàng bước tới bàn ngồi xuống, cầm đũa lên, bình tĩnh nói, chờ đến nửa đêm mới ra ngoài. Chương 42 mưa đêm. Trời mưa nặng hạt, sấm sét y ung, toàn bộ chùa Vạn Ân bị bao phủ trong màn mưa. Trong viện trần cảnh của chùa Vạn Ân, tiếng chuông vang lên. Do lượng người hành hương đông đảo nên chùa Vạn Ân đã cải tạo nhiều chỗ ở, có chỗ tốn ít tiền, có chỗ lại tốn rất nhiều tiền. Chỉ có viện Trần Cảnh nằm trên ngọn núi phía sau chùa là có tiền cũng không mua được. Chỉ có hoàng thân quốc thích hoặc quý tộc, quan lại mới có thể ở đây trong điện hà quang, mơ hồ nghe thấy tiếng tụng kinh, mùi hương trầm lan tỏa khắp đại điện. Chùa cổ thanh đăng trong màn mưa trông như một cõi cô tịch tách biệt với cả thế giới. Một bóng người dần dần xuất hiện trong màn mưa, phá vỡ sự yên tĩnh. Người này đi dưới mưa, băng qua cầu tre rồi đi tới trước điện. Đó là một chàng trai trẻ tuấn tú đội kim quan, quần áo trên người ướt đẫm nước mưa. Hắn vừa bước tới trước sảnh, một nam nhân cao lớn mặc bộ đồ màu xanh lá cây bước ra khỏi điện, với một thanh trường kiếm trên thắt lưng, vẻ mặt nghiêm nghị. Bùi Vân ánh phủi đi những hạt mưa trên người, đang định bước vào thì lại bị Tiêu Trục Phong ngăn lại. Tiêu Trục Phong nói, điện hạ đang luận kinh cùng Tịnh Trần đại sư. Bùi Vân ánh thở dài, một canh giờ rồi mà vẫn chưa luận xong à. Tiêu Trục Phong nhíu mày nói, kinh Phật Uyên Thâm, Phật pháp trang nghiêm. Ninh Vương Điện hạ tích nhiều phúc đức. Thôi, tiêu nhỉ, Bùi Vân Ánh không khách khí ngắt lời bằng hữu, cười lạnh, việc tốt thì dễ thất bại, người tốt thường bị vu khống. Lời này là trước đây huynh nói với ta đấy. Tiêu trục phong trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng nói, Thái hậu nương nương gần đây bệnh nặng, Điện hạ lấy máu của mình để chép kinh cầu nguyện cho Thái hậu. Bùi Vân Ánh chỉ ồ một tiếng, nói, hóa ra là thế hắn lại liếc nhìn cửa cung điện và thở dài nhàn nhã, làm huynh đệ của hoàng đế cũng không dễ dàng. Hai người đứng trước điện, mái hiên ướt đẫm nước mưa, nhìn từ xa giống như hai tảng đá đen đứng trước cửa điện. Bùi vân ánh nhìn mưa một hồi, đột nhiên nói, ngày mai thanh liên pháp hội, huynh có đi thắp đèn không? Sáng sớm ngày mai ta phải xuống núi cùng ninh vương điện hạ. Bùi vân ánh chỉ nhìn chằm chằm vào màn mưa, ta tưởng huynh muốn thắp hoa đăng cầu phúc cho nàng ấy nghe vậy sắc mặt tiêu trục phong hơi thay đổi một lúc sau mới mở miệng nghe nói tối hôm qua huynh đến gặp nàng rồi nàng vẫn ổn chứ bùi vân ánh im lặng một lúc rồi thở dài nghiêm túc nói tiêu nhị hay là huynh giết mục thịnh đi như thế thì kiếp này còn có cơ hội được làm tỷ phu của ta tiêu trục phong bình tĩnh nói nàng ấy sẽ không vui cũng đúng bùi vân ánh nói xong lại im lặng một lúc mỉm cười đưa tay vỗ vỗ bả vai huynh đệ mà không nói gì chỉ có cơn mưa đêm tịch mịch là bất tận mưa đêm trong chùa bao giờ cũng có vẻ hơi hoang vắng thê lương nhưng thê lương thì vẫn tốt hơn là kỳ dị trong một căn phòng ở viện vô hoài kế thừa hưng ôm lấy vai cảm thấy hơi lạnh đứng dậy định đóng cửa sổ lại người hầu vạn phúc thì đang ngồi xổm trên mặt đất thay hắn sắp xếp lại những quyển kinh văn cầu phúc. Không biết là do hắn nghĩ nhiều hay là do thực sự có hiệu quả, kể từ khi kế thừa hưng đến chùa Vạn Ân, hắn thực sự chưa gặp lại hồn ma của lục thị lần nào nữa. Trên thực tế, từ ngày hắn dự định đến dự lễ hội thanh liên, hồn ma của lục thị dường như đã cân nhắc lại, không còn hoành hành như trước nữa, cũng không còn đêm nào cũng xuất hiện trong mộng của hắn nữa, tha cho hắn được hai đêm ngủ mau vì vậy kế thừa hưng coi chùa vạn ân như cọng rơm cứu mạng. Mà quỷ dù có hung dữ đến đâu thì khi gặp thân Phật cũng giống như chuột gặp mèo thôi. Kế thừa hưng ngồi xuống bàn, nhà sư đã đưa đến những món chay hảo hạng. Hắn lo lắng mấy ngày, đã gầy đi rất nhiều, bây giờ trong lòng đã thoải mái hơn. Cảm giác thèm ăn đã lâu không thấy lại xuất hiện nên hắn cầm bát đũa bắt đầu thưởng thức. Trong lúc ăn, kế thừa hưng nghĩ đến lục thị kể từ khi hồn ma của lục thị xuất hiện hắn buộc mình không được nghĩ về người vợ đã khuất của mình những cơn ác mộng đó đã đủ đáng sợ kế thừa hưng cũng không muốn tự mình dọa mình nhưng bây giờ hắn đang ở trong ngôi chùa cổ được bồ tát bảo vệ ở một nơi trang nghiêm và thanh tịnh như vậy cuối cùng hắn cũng dám nhớ lại hình dáng của lục thị trong đầu một cách hẳn hoi kế thừa hưng đã yêu lục thị ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đến huyện để đòi nợ cũ từ khi phụ thân vẫn còn sống trên đường đi hắn gặp phải bọn cướp xe ngựa bị người ta cướp mất phu xe vì cứu hắn mà bị trọng thương không qua khỏi còn hắn thì chạy trốn được mấy dặm mới đột nhiên phát hiện mình đang ở một nơi hoang dã xa lạ không biết cầu cứu ai lúc đó trời đã gần tối xung quanh không có người qua lại lại nghe nói nơi hoang dã hay có thú giữ ăn thịt người trong lúc kế thừa hưng đang cảm thấy tuyệt vọng Lục Khiêm đi học về đánh xe ngang qua, thấy người gặp hoàn nạn liền giơ tay giúp đỡ, đưa hắn về huyện Trường Vũ cùng mình. Kế Thừa Hưng đã gặp Lục Nhu vào khi đó. Lục Khiêm đưa hắn về Lục Gia, Lục Gia thấy hắn đáng thương, bị cướp hết tiền bạc không còn gì nên đã cho hắn ở lại. Kế Thừa Hưng đã viết một lá thư gửi về Tịnh Kinh, nhờ mẫu thân cho người đến đón. Trong những ngày chờ đợi người của kế gia đến đón, kế thừa hưng và lục gia có thể nói là sống chung rất vui vẻ kế thừa hưng vẫn còn nhớ ngày đầu tiên hắn gặp lục nhu anh ta vừa thoát chết người dính đầy bùn bộ dáng vô cùng chật vật lục khiêm đỡ hắn vào nhà hắn nhìn căn phòng đơn sơ trước mặt cau mày thị trấn không lớn những ngôi nhà hai bên đường trông thật tồi tàn mái nhà bằng bùn và cỏ khô nếu trời không mưa thì không sao nhưng nếu trời mưa thì chắc chắn sẽ bị rột. đang suy nghĩ, lục khiêm đã chạy tới cửa, hô lớn: cha, mẹ, tỷ tỷ. một giọng nữ trong trẻo vang lên từ bên trong. sau đó, một thiếu nữ bước ra khỏi căn phòng tối. nữ tử búi tóc, trên tóc chỉ có một chiếc châm cài bằng gỗ chạm khắc. nàng mặc y phục bằng vải bông màu hoa sen. nàng có đôi lông mày dài và dáng người nhẹ nhàng trang phục đơn bạc cũng không thể che được vẻ đẹp của nàng. Căn nhà cũ nát cũng trở nên sáng rủa hơn nhờ mỹ nhân này. Kế thừa hưng bị lục nhu làm cho choáng váng đến mức không nói nên lời. Không ngờ rằng một thị trấn nhỏ như vậy lại có một mỹ nhân đến nhường này. Hắn yêu lục nhu ngay từ cách nhìn đầu tiên, khoảng thời gian ở lục gia, hắn luôn để ý nữ tử này. Phụ thân lục là một tiên sinh dạy học, trong nhà chỉ có một con trai và một con gái đệ đệ của lục nhu là lục khiêm đang theo học ở học viện và qua hai năm nữa có thể tham gia khoa cử mặc dù lục nhu là con gái nhưng cha lục nuôi dạy con gái mình không kém gì nuôi dạy con trai nàng có thể đọc và viết nghi lễ và thư pháp của nàng không thua kém gì các học sinh ở thịnh kinh kế thừa hưng càng kích động sau khi được gia nhân đón về thịnh kinh hắn liền nói với kế lão phu nhân rằng muốn cưới lục nhu kế lão phu nhân ban đầu không đồng ý, cho rằng Lục gia xuất thân nghèo khó, không xứng với kế gia. Khi đó, kế thừa hưng đã quỳ xuống trước mặt kế lão phu nhân nài nỉ, "Mẫu thân, tuy Lục gia bây giờ nghèo khó, nhưng con trai của Lục gia là Lục Khiêm hiện đang học ở học viện, nghe nói học lực không tệ. Sau này tham gia khoa cử chắc hẳn sẽ đỗ đạt, một khi thi đỗ thì Lục gia cũng có thể coi là nhà quan. Chúng ta là thương hộ." muốn kết thân với quan gia vốn không dễ dàng nếu cưới một nữ tử có gia cảnh tốt hơn một chút nữ tử đó khả năng cao là được nuông chiều quen còn ở lục gia hơn nửa tháng thấy con gái lục gia dịu dàng chu đáo lại được học hành đàng hoàng nếu gả vào nhà ta hẳn là sẽ không có chuyện gây sự vô cớ và vì gia thế không cao họ chắc chắn sẽ phải kính trọng chúng ta vài phần vậy không phải rất tốt sao Kế lão phu nhân nghe hắn nói cũng có lý, trong lòng có chút cảm động. Vì vậy liền phái người đến huyện trường Vũ hỏi thăm nhân phẩm Lục Gia, nhận được lời khẳng định Lục Gia là người ngay thẳng. Lại cũng không cưỡng lại được sự kiên trì của con trai nên đành tìm bà mối đến gặp Lục Gia để bàn bạc. Hôn sự được quyết định rất suôn sẻ. Kế thừa hưng tuy sinh ra trong một gia đình thương gia nhưng lại đẹp trai, lịch lãm và hấp dẫn chỉ xét về ngoại hình thì cũng rất giống con nhà quan lại. Trong những ngày ở lục gia, hắn đã cố gắng tỏ ra dịu dàng và nhã nhặn, là một người quân tử và khiêm tốn. Lục gia có ấn tượng tốt với hắn. 14 lễ vật đính hôn cũng đủ thể hiện tấm lòng chân thành của kế gia. Tóm lại, Lục Nhu đã gả vào kế gia rất thuận lợi. Kế thừa hưng có được một người vợ xinh đẹp dịu dàng như vậy, còn gì không hài lòng nữa chứ? Hơn nữa, Lục Nhu không chỉ xinh đẹp mà còn biết cư xử, biết tiến lùi, huynh đệ trong tộc ai cũng thầm ghen tị với hắn vì đã cưới được một người vợ đảm đang như vậy. Cho đến ngày đó ở Phong Lạc lâu, cơn gió mạnh đập cửa sổ ầm ầm, đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ. Phía xa, màn đêm tĩnh lặng, ngôi chùa trên núi trông như một con thú khổng lồ giữa tiếng mưa. Kế thừa Hưng ngẩng đầu, dùng mình hỏi Vạn Phúc đang dọn dẹp ở một bên. Bây giờ là mấy giờ rồi? Vạn Phúc nhìn đồng hồ trong phòng, đáp, đã gần nửa đêm rồi. Nhanh vậy sao? Kế thừa Hưng vẻ mặt nghiêm nghị, đứng dậy, lấy đồ đạc đi, bây giờ chúng ta xuất phát. Chương 43, Hối lộ thần Phật. Chùa Vạn Ân là một ngôi chùa có tuổi đời hàng trăm năm, trải qua hai triều đại. Ngày nay, chùa Vạn Ân dưới thời nhà Lương thờ các vị thần Phật Bồ Tát chính thống mùng 1 tháng 4 hàng năm đều nhộn nhịp. Nhưng trăm năm trước, chùa Vạn Ân ban đầu chỉ là một ngôi miếu hoang. Chuyện kể rằng cách đây hàng trăm năm, có một gia đình địa chủ bị bọn cướp sát hại dã man. Cả 10 người trong gia đình đều bị giết chết, chỉ có người con út của trang chủ được gia đình đưa đi trốn thoát. Người gia đình đó đi được nửa đường cũng không qua khỏi, chỉ để lại một đứa trẻ chừng năm, 6 tuổi, trên đường lưu vong, đi ngang qua một ngôi chùa đổ nát, vừa đói khát vừa kiệt sức. ngẩng đầu lên thấy có một bức tượng thần không rõ là ai, cậu bé liền quỳ xuống bái lạy mong các vị thần Phật có thể mở mắt chứng kiến cái khổ trên thế gian, để kẻ làm ác phải gặp ác báo. Cầu nguyện không lâu sau thì cậu bé cũng tắt thở. Vài ngày sau, bọn cướp cũng bị quan sai bắt gọn. Một số người nói rằng các vị chư Phật trong môi chùa đổ nát này vô cùng linh nghiệm, nên các thương nhân giàu có đã bỏ tiền mạ vàng lại các bức tượng và xây dựng một ngôi chùa lớn hơn gần đó. Đó là tiền thân của chùa Vạn Ân. Chùa Vạn Ân rất thịnh vượng, nhưng truyền thuyết này chỉ là tin đồn để thêm chút màu sắc thần thoại. Tuy nhiên, trong chùa quả thực có một gian phụ bị bỏ hoang, trong đó có một bức tượng đổ nát không được thờ phụng. Theo các nhà sư trong chùa, Bức tượng này không phải của các vị thần Phật chính thống mà do trụ trì chùa Vạn Ân để lại từ triều đại trước. Sau này, khi triều đại cũ bị lật đổ, chùa Vạn Ân được trùng tu lại, họ không phá hủy bức tượng vì sợ không tôn trọng thần linh nhưng cũng không có ai thờ phụng. Dần dần, pháp đường đó bị bỏ hoang. Các nhà sư thường dùng điện này để cất chữ cá, dù để thả trong các buổi lễ tế. Về đêm mưa càng nặng hạt, trong chùa không có bóng người chỉ có những ngọn đèn khắp nơi trong pháp đường lắc lư kéo theo những cái bóng thon dài trước hành lang bỏ hoang có hai người đang đứng kế thừa hưng lau nước trên mặt và đưa áo mưa cho vạn phúc bên cạnh vạn phúc nhận lấy đưa tay nải đồ cho kế thừa hưng kế thừa hưng cầm lấy tay nải nhỏ giọng nói với vạn phúc ngươi ở ngoài này chờ ta vạn phúc gật đầu kế thừa hưng ôm gói đồ đẩy cửa điện ra lặng lẽ tiến vào điện pháp điện này đã rất cũ, không trang nghiêm hay lộng lẫy như các pháp điện mà họ đã thấy trong chùa. Vì lâu ngày không có người dọn dẹp nên bốc lên mùi mốc khó chịu. Kế thừa hưng bước đi hai bước, suýt vấp phải thứ gì đó dưới chân. Nhìn qua ánh sáng mờ ảo, hắn thấy rõ các bể nước lớn nhỏ và thúng tre trong đại sảnh đều chứa đầy rùa, ba ba và cá chạch đang chờ thả. Mùi nước bùn trộn lẫn với mùi mốc khiến người ta buồn nôn trong điện này cũng rất ít đèn, tổng cộng chưa đến 10 chiếc, hầu như không thể chiếu sáng, nhưng chúng lại khiến pháp điện trông càng thêm quỷ dị. Một cơn gió lạnh thổi qua, kế thừa hưng không khỏi dùng mình. Hắn nhanh chóng tăng tốc, kìm lại mùi tanh ở chóp mũi, bước nhanh đến bức tượng trước điện. Đây là một pho tượng bị bỏ hoang, đã lâu không có người đến thờ phụng, trên thân tượng điêu khắc nhiều màu sắc dài rác và lốm đốm. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt xanh lục và mái tóc đỏ, không giận cũng uy. Kế thừa Hưng chỉ liếc nhìn rồi cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên nữa. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, hắn tìm thấy một cái hốc bị lật úp dưới chân bức tượng, hắn nhanh chóng dựng thẳng nó lên, kéo một tấm nệm rách rồi quỳ thẳng xuống. Cuối cùng, Kế thừa Hưng lấy ra một nắm hương từ trong hành lý của mình và thắp nó bằng que lửa. Bồ Tát lão gia, thần tiên. Cầm nén hương trên tay, hắn quỳ lại cầu xin, xin hãy cứu con, xin hãy gửi sứ giả đến để bắt hồn ma nữ, để cô ta không mang tai họa đến thế gian. Làn khói xanh cuộn tròn bốc lên, chư thần nhắm mắt không nói gì. Kế thừa hương đến là để thắp hương. Vạn Phúc nghe nói từ đâu đó rằng trong chùa Vạn Ân, các Bồ Tát ở mỗi điện đều có nhiệm vụ riêng. Một điện dành cho hôn sự, một điện dành cho việc học hành một điện dành cho sức khỏe và điện kia dành cho phú quý hoặc là quản việc con cái hoặc là quản việc làm quan nhưng duy chỉ có bức tượng ở điện phụ bị bỏ hoang này là quản việc bắt ma tuy nhiên không có ai thờ phụng bức tượng này vì nó là di tích của triều đại trước những người hành hương sẽ không chủ động tôn thờ vì sợ gặp rắc rối vạn phúc liền đề nghị rằng tốt hơn hết là nên đợi đến nửa đêm thì đến thắp vải cây nhang ở bên này để các vị thần biết được tấm lòng thành tâm tự khắc các vị sẽ nghe được lời hắn cầu nguyện hơn nữa hồn ma của lục thị đã theo hắn suốt chặng đường theo vào điện thờ này biết đâu nành ta đã bị thần phật nhốt lại vĩnh viễn không thoát ra được như thế thì hắn sẽ được giải thoát không còn phải lo lắng nữa vạn phúc nói với hắn lão gia nghe nói âm ty rất lợi hại trên đời này muốn được việc thì cần lợi dụng người khác. Ngài chuẩn bị thêm nhiều hương hòa một chút, hối lộ các vị thần tiên đại nhân, hoặc là quỷ sai đi làm việc cũng được. Mặc dù kế thừa Hưng cảm thấy phương pháp này kỳ quái không thể tả, nhưng hiện tại hắn đang bị hồn ma của Lục thị làm cho sợ hãi, có bệnh thì vái tứ phương, nên hắn chỉ do dự một chút rồi liền đồng ý với đề nghị của Vạn Phúc. Vì vậy, vào lúc nửa đêm nay hắn đã bí mật đến điện thờ này để thắp hương. kế thừa hương không cho vạn phúc đi theo mình vì nội dung lễ vật của hắn dâng lên các vị thần phật không được để người ngoài nghe được. hắn thắp hương, cắm vào lư lương, lại mấy lạy, lấy ra mấy mảnh giấy vụn rồi đốt cẩn thận trong chậu sắt. ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt hắn, đôi mắt đang mở to sợ hãi. hắn tựa hồ có chút đáng thương, nhưng lời nói lại hung ác, chỉ thấp giọng nói thần tiên lão gia, bồ tát lão gia, hôm nay con thắp hương cầu xin ngươi cứu lấy con. Lục thị đó oán khí rất nặng, sợ sẽ giết hại người khác. Xin bồ tát lão gia đuổi nàng ta đi, hoặc siêu độ cho nàng ta, đều là việc công đức. Hắn làm nhảm một hơi, gan cũng lớn hơn, nói tiếp, việc này tuy rằng con cũng không đúng, nhưng nếu luận về nhân quả thì phải trách thái sư phủ ý thế ức hiếp người khác con và lục thị cũng là một đôi phu thê ân ái, đầu đến mức rơi đến bước đường này. ánh mắt của kế thừa hưng có chút tối tăm. ngày hôm đó ở phong lạc lâu, sau khi tỉnh táo lại, biết được chuyện lục thị bị người ta lăng nhục, trong lòng tức giận đến mức muốn giết chết cái người kia. nghe nói đối phương còn chưa rời đi, kế thừa hưng hung hãn đi tới cửa, thì gặp công tử thái sư phù. vị thiếu gia trẻ tuổi đó cũng không thèm nhìn hắn. Vẻ mặt hoảng hốt ngơ ngác để cho thị nữ chỉnh lại thắt lưng. Nhìn thấy kế thừa Hưng hùng hổ đến để yêu cầu giải thích, người hầu bên cạnh trông giống như quản gia đã nhét vào tay hắn một chồng tiền giấy. Kế thừa Hưng đương nhiên không chịu bỏ cuộc, nhưng những người hầu của thái sư phủ nhìn hắn cười nói, trước mắt thì chỉ là hiểu lầm thôi, nếu kế đại gia làm to chuyện lên thì thái sư phủ chỉ là mất mặt một chút nhưng sau này kế gia nếu còn muốn làm ăn ở thịnh kinh thì e là khó rồi. Quản gia lại thở dài, lo lắng nhắc nhở, cho dù kế đại gia không suy nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho kế lão phu nhân chứ. Lão phu nhân tuổi tác đã cao, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sợ là lão nhu nhân không chịu nổi đà kích. Kế thừa hưng không nói nên lời. Kế lão phu nhân chỉ quan tâm đến danh tiếng của kế gia. Nếu bây giờ mà đắc tội thái sư phủ, thì toàn bộ thương hành ở thịnh kinh sẽ quay lưng với kế gia, còn làm ăn sao được nữa, hơn nữa, bọn họ cũng không dám đắc tội thái sư phu. Kế thừa hưng không còn cách nào khác đành cắn răng chấp nhận. Đột nhiên rơi vào hoàn cảnh như vậy, hắn còn chưa kịp nghĩ xem phải làm gì tiếp theo thì lục thị đã tỉnh lại và làm om sòm lên. chương 50, nghi ngờ. Tất cả những người không liên quan trong viện vô hoài đều bị đuổi đi. Chỉ có người của Đồng gia đang chăm chú dõi theo động tác của người trong đình nghỉ. Dần dần, khuôn mặt Đồng thiếu gia đã có chút hồng hào, hắn cố gắng rên rỉ gọi, "Mẫu thân." "Lân Nhi." Đồng phu nhân nhào tới, nắm tay hắn khóc lớn, "Con là mẫu, thân sợ chết khiếp." Lục Đồng đứng dậy nói với người hầu của Đồng gia, "Đừng chạm vào kim châm trên người hắn, đợi một nén nhang nữa là được. Đừng để hắn cử động nhiều." kẻo lại bị tức ngực khó thở. Người hầu của đồng gia không còn dám khinh thường nàng như vừa rồi nữa, cung kính đáp lại. Nhìn thấy đồng phu nhân và đồng thiếu gia thấp giọng nói chuyện, lục đồng xoay người đi ra ngoài đình mấy bước, ở đây có quá nhiều người, rất ồn ào. Mới đi ra ngoài đình vài bước, nàng đã nhìn thấy có người đang đứng trước mặt mình. Gió cuối xuân thổi qua hàng liễu xanh tươi. Nam tử quay lại, ánh nắng chiếu vào người hắn, những đường thiêu ẩn trên bộ quần áo gấm đen cũng tỏa ra một ít ánh sáng bạc mịn màng. Hắn vô cùng tuấn tú, phong thái cao quý, xinh đẹp như ngọc quan, đứng trong bóng hoa, gió xuân thổi qua chỉ khiến người ta cảm thấy núi sông trong lành, Hồng Trần Phong Lưu. Thật là một vỏ bọc mê hoặc. Khi nhìn thấy Lục Đồng đi ra khỏi đình, hắn liếc nhìn vào trong đình, nhướng mày nói, "Lục đại phu có y thuật cao minh." Lục Đồng gật đầu, cảm ơn bùi điện soái đã giải vây cho ta khi nãy. Chỉ là tuận tay mà thôi. Hắn mỉm cười và nói với giọng thản nhiên, lục đại phu không cần để tâm. Ngân tranh đi đến trước mặt lục đồng, chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy triệu ninh công thế tử nói, lục đại phu đêm qua ở viện vô hoài sao. Lục đồng, đúng. Bùi vân ánh suy nghĩ một lúc rồi nói, lục đại phu có biết không, người chết trong điện phóng sinh cũng là người ở viện vô hoài. Lục đồng ngước mắt lên. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười, vẻ mặt thoải mái nhàn nhã, nhưng trong mắt lại không có ý cười, giống như thanh kiếm dài trên thắt lưng, lạnh lùng và sắc bén, khi rút ra khỏi vỏ ắt sẽ có máu đồ. Lục đồng nhìn hắn bằng ánh mắt bình tĩnh, vậy sao? Ta chưa từng nghe nói tới. Bùi vân ánh gật đầu, trong mắt có chút không rõ ràng, lục đại phu lên chùa vạn ân mà chỉ mang theo một nha hoàn, chỉ có hai nữ tử đi cùng nhau, trên đường khó tránh khỏi nguy hiểm, vì sao không mang thêm hộ về? Lục đồng trả lời hắn bằng ba chữ, không có tiền. Bùi vân ánh mỉm cười nhìn nàng, mà kể ra, lục đại phu lên núi thắp hương, thắp hoa đăng cầu phúc, nhưng cô trông không giống một Phật tử chút nào. Bùi điện soái trông cũng không giống một người tin vào Phật. Lục đồng vặn lại, sao ngài lại đến Pháp hội thanh liên? Dù Ngân Tranh ở bên có ngơ ngác đến đâu, nàng cũng nhận ra bầu không khí lúc này có gì đó không ổn, vội vàng huyết nhẹ vào bên cạnh lục đồng, sợ rằng vị chỉ huy đẹp trai này bất ngờ làm khó. Bùi Vân Ánh nghe được lời nói của lục đồng cũng không tức giận, chỉ trầm ngâm nhìn lục đồng một lúc rồi nói, vết thương trên tay lục đại phu là bị sao vậy? Lục đồng trong lòng rung động, trong nháy mắt đột nhiên giác ngộ. Nàng hiểu rồi nàng nghĩ bùi vân ánh đã nhìn thấy vết thương trên cổ tay nàng khi nàng châm cứu cho đồng thiếu gia nhưng chỉ vì vết thương nhỏ này mà hắn nghi ngờ nàng sao người này sắc bén đến mức đáng sợ lục đồng bình tĩnh nói hành y hái thuốc khó tránh khỏi việc bị dược liệu làm bị thương hắn nhìn chằm chằm vào mắt lục đồng dược liệu gì thứ hề, lục đồng nhanh chóng trả lời bùi vân ánh kiên định nhìn nàng vẻ mặt nửa cười nhưng không cười như thể hắn đã nhìn thấu lời nói dối của nàng lục đồng bất động lạnh lùng nhìn hắn trong lúc hai người đang bế tắc đồng thiếu gia không biết bên kia nói gì người hầu của đồng gia gọi lục đại phu lục đại phu sự im lặng mong manh bị phá vỡ bởi tiếng kêu này lục đồng khẽ gật đầu với bùi vân ánh ngừng dây dưa với hắn quay người đi về phía đình nghỉ ngân tranh vội vàng đuổi theo Bùi vân ánh lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng, ánh mắt trở nên lạnh lùng và gay gắt hơn. Đoàn tiểu ngôn cùng tiêu trục phong từ bên cạnh đi tới hỏi, vân ánh ca, hai người vừa nói chuyện gì thế? Không phải là người quen sao? Tiêu trục phong cũng nhìn về phía đình, nàng hình như không muốn nói chuyện với huynh chút nào. Bùi vân ánh không trả lời, đột nhiên quay đầu lại hỏi tiêu trục phong, nghe nói về thứ huệ bao giờ chưa? Thứ huệ là cái gì? Đoàn tiểu môn nghi hoặc có ăn được không? Bùi vân ánh nhìn sang chỗ khác, mỉm cười và bình tĩnh nói, không có gì đâu. Bên kia, lục đồng đi vào trong đình, đồng thiếu gia bị mọi người vây quanh bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Qua thời gian một nén hương, lục đồng quỳ xuống và lấy những cây kim vàng ra khỏi người hắn. Đồng thiếu gia không hống hách như đồng phu nhân, mà có chút ngượng ngùng, hắn tự hồ không ngờ người cứu mình lại là một cô nương xinh đẹp hắn thậm chí không dám ngẩng đầu lên chỉ thấp giọng cảm ơn lục đồng đồng phu nhân đã cất đi vẻ mặt lạnh lùng mà bà đã thể hiện với lục đồng trước đó lúc đầu khi nhìn thấy lục đồng tiết lộ bệnh tình nghiêm trọng của con trai mình bà chỉ muốn bắt chói nàng lại để bảo vệ danh dự của con trai mình nhưng sau đó tình trạng của đồng lân trở nên nguy cấp nếu lục đồng không ra tay cứu rút thì hậu quả sẽ rất thảm khốc hơn nữa Lục Đồng dường như có mối quan hệ thân thiết với Bùi Vân Ánh, Triệu Ninh công thế tử, về tình về lý, Đồng Phu Nhân cũng không dám khinh thường nàng. Bà bày tỏ lòng biết ơn với Lục Đồng, hôm nay cảm ơn Lục Đại Phu đã cứu sống con trai ta. Lúc nãy đã thô lỗ với Lục Đại Phu rồi, đúng thực là lỗi của ta. Lục Đồng cắt ngang lời khen của bà, liếc nhìn Đồng Lân, nhẹ giọng nói, lệnh lang mắc bệnh phổi mãn tính, hen xuyến, nếu gặp phải bất kỳ tác nhân nào, chắc chắn sẽ tái phát, nên điều trị thật tốt. Nghe vậy, hưởng phu nhân sắc mặt cứng đờ, thấy không giấu được nữa, thở dài nói nhỏ với lục đồng, đây là bệnh mãn tính của Lân Nhi, hắn từ nhỏ đã uống rất nhiều thuốc, cũng đã khám qua nhiều đại phu, còn mời cả ngự y trong cung tới xem, nhưng vẫn không có kết quả. Năm ngoái hắn không phát bệnh lần nào, chúng ta đều tưởng rằng hắn đã khỏi bệnh, nhưng ai biết được, khi nói lời này trên mặt bà hiện lên một tia buồn bã lục đồng dừng một chút cái này không khó đồng phu nhân sửng sốt vội vàng hỏi ý của cô là sao phổi là cơ quan chứa đờm nếu khí ở khí quản trên không thể lưu thông sẽ khiến dịch cơ thể ngưng tụ và lâu ngày tích tụ thành đờm khi đờm tích lâu ngày sẽ gây hen suyễn nên chữa triệu chứng trước để xua tan khi nóng sau đó trị tận gốc có thể tiêu đờm ở ngực hạ khí và giảm hen suyễn, sau đó cường tỳ và thận. Đồng phu nhân không hiểu lý thuyết y học mà nàng đang nói, chỉ hỏi Lục đại phu ý cô là bệnh của con trai ta có thể chữa khỏi phải không? Ta không dám nói có thể chữa khỏi, nhưng có thể thuyên giảm 7-8 phần. Những lời này vừa nói ra, Đồng phu nhân vui mừng khôn xiết, nhìn Lục đồng nói thật sao? Lục đại phu cô đừng lừa ta đây nhé. Lục Đồng mỉm cười đáp lại. Đồng phu nhân nhìn Lục Đồng từ trên xuống dưới, thầm nghĩ. Đồng Lân mắc bệnh này đã hơn 10 năm, cũng đã được các đại phu nổi tiếng khám bệnh và uống rất nhiều thuốc. Năm ngoái, thái y trong cung kê một loại thuốc, uống mấy tháng, bệnh tình của Đồng Lân đã đỡ nhiều, rất lâu không bị bệnh nữa, mọi người đều nghĩ hắn đã khỏi. Không ngờ hôm nay lại phát tác ở ngay chùa Vạn Ân, lại còn nghiêm trọng như thế lục đại phu này nhìn còn trẻ vừa rồi nàng thực sự đã cứu được đồng lân vậy mà nàng từ đầu đến cuối đều bình tĩnh ung dung có lẽ thực sự có năng lực đồng phu nhân liền dịu giọng nói lục đại phu cô giơ tay cứu giúp như vậy cũng coi như ân nhân của đồng gia khi xuống núi đồng gia nhất định sẽ thưởng hậu hĩnh cho cô lời này một nửa là vì ân cứu mạng của lục đồng còn một nửa có lẽ là để lấy lòng triệu ninh công thế tử Lục Đồng biết rõ, cũng không nói ra sự thật, chỉ cười nói, hậu lễ thì không cần đâu, nhưng dân nữ đúng là có việc muốn nhờ. Đồng phu nhân vội vàng nói, "Lục đại phu cần gì thì cứ nói." "Tôi và Nha Hoàn lên núi Nhân Pháp hội thanh liên dâng hương cầu phúc. Bây giờ pháp hội có chuyện xảy ra, chúng ta gặp Đồng thiếu gia ở đây, thời gian bị lỡ đi rất nhiều, quá giờ hẹn nên người đánh xe thuê đã rời đi trước mất rồi." nếu thuận tiện cho phu nhân xin hãy giúp ta và nha hoàn tìm một chiếc xe ngựa để xuống núi đồng phu nhân nghe vậy cười nói thì ra là như vậy có gì khó đâu không cần phải tìm phủ ta có nhiều xe ngựa cô cứ chọn một chiếc mà ngồi lục đồng suy nghĩ một lúc rồi đồng ý cười nói cũng được về qua y quán ta cũng tiện bốc ít thuốc cho quý phủ mang về sắc cho lệnh lang uống vài bữa có thể duy trì được sức khỏe đồng phu nhân càng vui mừng khôn xiết, liên tục cảm ơn lục đồng. Sự việc đã được giải quyết. Đồng lân đã hoàn toàn bình phục và có vẻ không còn gì đáng ngại. Đồng phu nhân vội vàng dục đoàn xe xuống núi, tránh cho lại xảy ra việc ngoài ý muốn nữa. Trước khi rời đi, bà ra lệnh cho người chuẩn bị xe ngựa cho lục đồng và ngân tranh, hộ tống họ xuống núi trở lại y quán. Trước khi lên xe, lục đồng cẩn thận nhìn chung quanh, không thấy bóng dáng của Bùi Vân Ánh, chắc là đã rời đi rồi. Nàng cắt đứt suy nghĩ, lên xe ngựa cùng Ngân Tranh. Xe ngựa này là một chiếc xe ngựa của đồng phủ, có bánh xe màu đỏ và có mái che, rộng rãi và tráng lệ, bên trong có đệm mềm và chăn mỏng. Ngân Tranh thì thầm với Lục Đồng, cô nương, đã phái người bảo phu xe xuống núi rồi. Lục Đồng gật đầu. Đương nhiên, cỗ xe ngựa nàng thuê khi lên núi sẽ không bỏ lại các nàng mà xuống núi trước như vậy, chỉ là mượn xe ngựa của đồng gia, để người ở phố Tây nhìn rõ ràng ngay cả Thái Phủ Tự Khanh cũng đến nhân tâm y quán khám đại phu, chứng tỏ y thuật của lục đồng thực sự cao minh. Trên đời này người ta đã quen với việc đạp thấp nâng cao, cáo mượn oai hùng, cũng là một cách sinh tồn. Đó là lý do tại sao khi nhìn thấy đồng lân lên cơn hen xuyến, nàng đã chủ động giúp đỡ hắn, không phải vì lòng tốt của một đại phu mà vì nàng thấy quần áo và châm cài tóc bằng ngọc của đồng lân vô cùng quý giá và sang trọng. Dù hắn xuất thân từ gia đình giàu có hay là người nhà quan, chỉ cần địa vị không thấp, hắn đều có thể giúp sức cho mưu tính của nàng. Nàng không xinh đẹp, xuất thân cũng thấp, có thể tiếp cận kế gia được, nhưng nếu muốn âm mưu chống lại các mệnh quan của Thẩm Hình viện và cả thái sư phụ thì địa vị bây giờ là chưa đủ nàng cần danh tiếng lớn hơn và nhiều kết nối hơn mới có thể tiến gần hơn đến mục tiêu của mình mới có thể trả thù tấm màn xe được vén lên một khuôn mặt phúc hậu hiện ra bà mỉm cười với lục đồng nói lục đại phu lão nô là người hầu của đồng gia phu nhân phân phó lão nô đi cùng chăm sóc cho lục đại phu và ngân tranh cô nương nhân tiện lát nữa lão nô sẽ đến y quán lấy lại đơn thuốc mà lục đại phu đã kê Lục đồng gật đầu với bà, bà liền leo lên xe, đi vào ngồi xuống. Ngân tranh ngừng nói, đường xuống núi dễ hơn đường lên và lái xe nhanh hơn nhiều. Lúc đầu, bà cụ trò chuyện với lục đồng và ngân tranh, nhưng sau đó bà thấy cả hai đều không có vẻ nhiệt tình lắm nên không nói nữa mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Họ khởi hành vào buổi trưa và đến chân núi vào lúc chạng vàng. Xe không dừng lại mà lao thẳng về phố Tây khi họ đến phố Tây, nhân tâm y quán đã ở trước mặt họ. Ngân tranh xuống xe trước và mỉm cười nói với Lục Đồng, hôm nay chủ tiệm đỗ rất chăm chỉ, sắp đến giờ thắp đèn rồi và vẫn chưa đóng cửa y quán, không phải là đặc biệt đợi chúng ta đấy chứ. Lời nói đột ngột dừng lại. Lục Đồng thấy vậy, xuống xe ngựa, nhìn rõ ràng tình huống, không khỏi có chút giật mình. Lối vào của nhân tâm y quán rất bừa bộn, cánh cửa đã bị xé toạc và rách nát. Tấm biển cũng bị kéo siêu vẹo, treo bấp bênh ở cửa. Có mấy người qua đường đang đứng trước cửa chỉ vào quán. Lục đồng và ngân tranh bước vào cửa hàng, thấy trên chiếc bàn gỗ màu vàng bên ngoài, số xuân thủy sinh được xếp gọn gàng như một tòa tháp nhỏ đã biến mất. Bức tranh chữ do ngân tranh viết treo trên tường đã bị ai đó xé đi, chỉ để lại bức tường trần trụi. Tủ thuốc bị mở ra một cách thô bảo, dược liệu vứt trên sàn, trong cửa hàng bừa bộn như vừa bị cướp. Ngân tranh thận trọng gọi, đỗ chủ tiệm. Có tiếng cạch từ trong quán, như có thứ gì đó rơi xuống. Lục đồng đi vòng qua dược liệu dưới chân, bước vào trong. Chiếc ghế tre nơi đỗ trường khanh thường ngồi uống trà giờ đã bị xẹp xuống. A Thành nằm trên đó, mặt sưng tấy, khóe miệng bầm tím, có vài vết máu dỉ ra, như thể bị đánh. Trên bàn nửa ngọn đèn dầu chập chờn đỗ trường thanh ngồi ở bên cạnh a thành cúi đầu im lặng lục đồng bình tĩnh lại hỏi xảy ra chuyện gì vậy trong cửa hàng im lặng một lúc sau giọng nói khàn khàn của đỗ trường khanh truyền đến mang theo vẻ mệt mỏi bị đè nén người của sở thục dược đến sở thục dược hắn ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt với chiếc mũi bầm tím và đôi mắt sưng tấy cay đắng nói họ không cho chúng ta bán xuân thủy sinh chương 44, mong cầu. Phản ứng của lục thị khiến kế thừa hưng bất ngờ. Người vợ quá cố thường ngày yếu đuối ngoan ngoãn là thế, nay lại trở nên cuồng loạn và muốn kiện lên quan phù. Điều này làm kinh động đến kế lão phu nhân nên bà cũng biết được mọi chuyện. Mẫu thân hắn quyết đoán và tàn nhẫn hơn hắn nhiều, chỉ kêu hắn nhốt lục thị vào phòng và nói với bên ngoài rằng lục thị bị điên, thần chí không còn tỉnh táo nên mới nói linh tinh bà cũng đuổi hết người hầu trong viện, người thì bán, người thì điều đi xa. Lục thị thấy vậy, có lẽ đã nhận ra điều gì đó nên sau lưng họ đã bí mật mua chuộc người hầu của mình để gửi một lá thư đến Lục gia ở quận Trường Vũ. Chỉ vậy thôi còn đỡ, điều tệ hơn là nàng ấy còn mang thai. Tính ngày thì có lẽ do đêm đó ở phong lạc lâu. Sau khi đại phu rời đi, kế thừa hưng nhìn mớ bỏng bong này, không biết phải làm sao. Nhiệt trùng trong bụng lục thị không phải là của hắn. Lẽ ra một bát thuốc là có thể giải quyết xong, khỏi chuốc lấy phiền phức. Cũng đâu thể sinh nó ra, bắt hắn nuôi con của người khác chứ. Nhưng khi hắn ra lệnh cho hạ nhân nấu thuốc phá thai, cây lão phu nhân đã ngắt lời hắn, đồng thời chỉ yêu cầu người gửi thư đến Thái Sư Phủ, yêu cầu người từ Thái Sư Phủ đến bàn bạc. Khi đó kế thừa hưng khó hiểu hỏi kế lão phu nhân, mẫu thân, còn bàn bạc cái gì nữa vị công tử phủ thái sư đó còn chưa kết hôn không thể nào có con ngoài giá thú trước được nhiệt trùng đó nếu sinh ra thì nuôi ở đâu chẳng lẽ nuôi ở kế gia ta sao hồ đồ kế phu nhân lắc đầu thái sư phủ chân quý danh tiếng ắt sẽ không giữ lại nhiệt trùng này ta bảo con đừng đưa thuốc cho lục thị không phải là vì nàng ta mà là vì con vì con ước Kế lão phu nhân chậm rãi nói, lục thị vốn là người của con, nhưng lại bị tề ra cưỡng đoạt, chỉ có ít tiền mà muốn đàn áp chúng ta, thật sự cho rằng chúng ta là người dễ bắt nạt ư. Lúc đó ta không có mặt ở hiện trường, nên mới để cho bọn họ chuồn êm như thế. Này lục thị lại mang thai, ngược lại là một chuyện tốt. Kể từ sau khi phụ thân của con qua đời, công việc kinh doanh của chúng ta ngày càng kém đi. Hiện tại Thông qua Lục thị, chúng ta có thể kéo quan hệ với Thái sư phủ. Có mối quan hệ như vậy thì không cần lo việc làm ăn không phát đạt. Còn đó, vẫn còn trẻ người non dạ quá. Hắn nhìn khuôn mặt khô héo của kế lão phu nhân, trong nháy mắt hiểu ra điều gì đó. Đêm hôm đó, có người từ Thái sư phủ đến. Vẫn là người quản gia có nụ cười hiền hậu, nhưng lần này hắn ta không chỉ mang theo vài tờ tiền giấy lão quản gia mỉm cười nói với hắn kể từ lần trước công tử nhà ta luôn nghĩ đến vết thương phu nhân vốn dĩ đã sai nô tài đến thăm từ sớm nhưng gần đây bận làm lễ sinh thần cho lão thái thái nên làm lỡ mất chút thời gian hắn hoàn toàn không đề cập đến việc lục thị mang thai chỉ nhìn kế thừa hưng cười nói nhắc mơ nhớ tiệc mừng thọ hàng năm của lão thái thái đều phải dùng rất nhiều bát đũa cốc chén mà năm nay thì nhà cung cấp đồ sứ về quê rồi, đang thiếu người. Nghe nói đồ sứ của quý phủ không tệ. Kế thừa Hưng sửng sốt một lúc, sau đó trở nên phấn khích. Tiệc mừng thọ của lão phu nhân phủ thái sư, nếu có thể cung cấp đồ sứ cho thái sư phủ, chẳng phải là cách tốt để giao tiếp với quan lại ở Thịnh Kinh sao? Mặc dù năm đó phụ thân hắn làm cho công việc kinh doanh của kế gia đến mức thịnh vượng nhất, nhưng cũng chưa có cơ hội giao thiệp với các quan lại cung cấp hàng hóa cho Thái Sư Phù là điều không dám nghĩ đến. Trong phút chốc, mọi tức giận, thất vọng và hận thù với Thái Sư Phù đều biến mất. Hắn nhìn người quản gia già trước mặt như thể đang nhìn vào thần tài vàng rực sáng ngời. Một ân nhân vĩ đại từ trên trời rơi xuống, cảm thấy còn thân thiết hơn người nhà. Kế thừa hưng quên đi mối hận thù giữa họ, quên đi nỗi nhục mà đối phương gây ra cho hắn. Khoảnh khắc đó hắn quên hết tất cả. Chỉ nhìn thấy sự giàu có và cơ hội làm ăn mà tề gia có thể mang lại, lập tức nhiệt tình trò chuyện với đối phương. Hắn kể về việc Lục thị mang thai, cũng nói đến sự oán hận và nước mắt của nàng, còn nói đến bức thư nhà được bí mật gửi đến huyện Trường Vũ. Cuối cùng, hắn không còn biết mình nói những lời này là để thương lượng hay để lấy lòng. Lão quản gia rất ân cần, nghe được chuyện xảy ra mấy ngày nay liền cảm thấy rất hổ thẹn đầu tiên thay mặt chủ nhân xin lỗi rồi nói với kế thừa hưng theo lý mà nói chuyện này là do công tử nhà ta gây ra nhẽ ra nên do công tử lo liệu nhưng phu nhân là người của kế gia nói cho cùng chuyện này cũng là chuyện nhà của kế gia việc này công tử cũng không tiện ra tay xử lý nhưng nghĩ đến có lẽ kế lão gia chắc chắn sẽ giải quyết tốt được dù sao sau này cũng phải lo liệu đồ gồm xứ dùng trong tiệc mừng thọ của lão thái thái những chuyện nhỏ nhặt như vậy chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Lời này có ý là nếu không giải quyết êm chuyện này thì cũng sẽ không có thương vụ làm ăn nào hết. Kế thừa hưng ngập ngừng hỏi, vậy phải làm thế nào để xử lý chu toàn nhất? Lão quản gia cười nói, phu nhân yếu ớt, hiện tại thật sự không thích hợp tang thai. Kế đại gia còn nói phu nhân đang bị điên, lúc nào cũng nói nhảm. Quy tiểu quan trọng nhất ở Thái Sư Phủ chính là trong sạch nếu lời đồn truyền ra sợ là không ổn thỏa công tử nghe được thì không sao nhưng nếu truyền đến tai thái sư đại nhân thì e là ngài sẽ nổi giận ông ta thở dài bệnh điên này là khó chữa nhất lão nô từng biết một phu nhân mắc bệnh điên ngày ngày nói lời điên rồ thần chí không tỉnh táo cuối cùng một ngày nọ bà ta đang lang thang trong vườn nhà hoàn không để ý nên bà ta rơi xuống hồ chết đuối rồi thật đáng tiếc kế thừa hưng không nói gì lão quản gia liếc nhìn hắn nói a à, mỉm cười đứng lên nói nói chuyện hồi lâu lại không để ý rằng đã muộn như vậy rồi lão nô xin phép về phủ trước về báo cáo việc cung cấp gốm sứ với người phụ trách mua bán khi nhận được tin tức sẽ quay lại bàn việc với đại gia ông ta lên xe ngựa biến mất trong bóng tối kế thừa hưng ngẩn ngơ nhìn bàn thờ tiếng mưa đêm lạnh lẽo những giọt nước đập vào cửa sổ, lúc mau lúc thưa. Từng hạt lại từng hạt mưa liên tiếp, tỏa ra hơi lạnh, khiến người ta cảm thấy bất an. Chỉ có ánh đèn xanh trong điện mờ ảo. Những mảnh giấy trong chậu đã bị đốt cháy, làn khói xanh mơ hồ động lại trong điện, khiến bức tượng cao lớn trước điện trở nên mờ ảo, không chân thực. Thỉnh thoảng, tiếng cá chạch và rùa quẫy đuôi trong bể nước lớn khiến hắn giật mình kế thừa hưng vô cớ có chút sợ hãi định thần lại tính cúi đầu bái lại thêm mấy cái rồi rời đi đột nhiên có một âm thanh nhỏ phát ra từ cửa đại điện hắn tưởng vạn phúc bước vào đang định nói chuyện vừa quay người liền cảm thấy đầu gối mềm nhũn có lẽ do đã quỳ trên đệm quá lâu chân bị tê nên đột nhiên ngã xuống hắn muốn nhờ vạn phúc giúp đỡ nhưng khi mở miệng hắn ngạc nhiên phát hiện lưỡi mình cứng đờ không nói được chuyện gì thế này, tại sao đột nhiên hắn không nói được, cũng không thể cử động, sắc mặt kế thừa hưng tái nhợt, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ. Có ma, là hồn ma của lục thị theo vào rồi, hắn cứng ngắc ngồi phịch xuống tại chỗ, nhưng tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, huyền chuyển như một người phụ nữ, dừng lại ở phía sau hắn. Nàng ta đến đòi mạng, kế thừa hưng đổ mồ hôi như mưa tiếng bước chân dừng lại và vòng qua trước mặt hắn kế thừa hưng nhìn thấy một chiếc áo choàng đen góc áo bị dính nước mưa lạnh lẽo nhỏ xuống dưới ánh sáng mờ ảo giống như vết nước trên người lục thị trong giấc mơ hắn sợ đến mức hồn bay phách lạc kế thừa hưng không thể ngẩng đầu lên chỉ cảm thấy mình bị người ta đá nhẹ một cái cơ thể ngã về phía sau nghiêng người trước bồn nước sau đó hắn khó khăn ngước mắt lên xuyên qua ánh sáng lờ mờ cố gắng nhìn hình dáng của đối phương. Đó là một người mặc áo choàng đen. Chiếc áo choàng đen rất rộng, gần như bao phủ toàn bộ cơ thể của người đối diện. Người đó từ từ giơ tay cởi bỏ mũ áo choàng để lộ khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt. Là một thiếu nữ có làn da trắng như tuyết, mái tóc đen và đôi mắt sáng, quyến rũ như một bông mộc lan tao nhã. Kế thừa hưng thở phào nhẹ nhõm, đây không phải là lục nhu nhưng chẳng bao lâu hắn trở nên bối rối nữ tử này là ai và tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây vào lúc nửa đêm hắn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì nữ tử đột nhiên lên tiếng bà nói phật có nói rằng cầu tài thì được phú quý cầu con cái thì có con cái cầu trường thọ thì sẽ được trường thọ chư phật và bồ tát sẽ không nói dối lừa gạt người khác âm thanh trong trẻo và nhẹ nhàng lạnh lùng hơn cả tiếng mưa đêm ngoài cửa sổ dưới ánh đèn mờ ảo và khói nhang trong điện, nghe vô cùng quỷ dị. Nữ tử cụp mắt xuống, đôi mắt đen dưới ánh sáng mờ ảo sâu như vực thẳm, càng khiến người này lạnh lẽo, dường như không phải người sống. Nữ tử nhìn xuống kế thừa hưng dưới chân mình, vẻ mặt bình thản đến mức kỳ quái. Nàng hỏi: "Kế đại lão gia, ngươi cầu điều gì?" Chương 47: Gặp lại điện soái. Lục Đồng trở về căn phòng nghỉ cuối đường mòn nhẹ nhàng gõ cửa ngân tranh đang đợi nghe tiếng liền nhanh chóng mở cửa ra lục đồng nhanh chân bước vào ngân tranh lo lắng nhìn nàng mọi việc xong chưa cô nương lục đồng chỉ ưm một tiếng ngân tranh thở phào nhẹ nhõm sau đó giúp lục đồng cởi áo choàng lột lớp vải dầu bọc dày và cẩn thận đốt đi cô nương hương kia ngân tranh lại hỏi lúc về ta đã rắc hết cho xuống mương rồi đêm nay trời mưa rất to một khi nước cuốn đi thì sẽ không để lại dấu vết gì ngân tranh gật đầu lần này mới hoàn toàn yên tâm vậy thì ổn rồi từ căn phòng này của viện vô hoài có thể đi thẳng qua con đường rừng phía trước để đến điện phụ bị bỏ hoang của chùa vạn ân đường đi hơi vòng vèo nhưng cũng khá kín đáo ngày đó nghe đỗ trường thanh kể về lúc tuổi nhỏ nghịch ngợm của mình lục đồng liền ghi nhớ trong đầu con đường bao năm qua không hề thay đổi nàng đã đổ toàn bộ thắng thiên tràng đã cháy trong điện thờ và thay thế bằng cho hương thông thường cho của thắng thiên tràng cũng đã được ném xuống mương cơn mưa lớn tối nay đã cuốn trôi dấu vết không để lại manh mối gì về phần kế thừa hưng lục đồng thay ra trung y hỏi ngân tranh vạn phúc sao rồi đã về từ lâu rồi ngân tranh thấp giọng đáp đang đánh bài cùng các hạ nhân ở đồng giáp viện lục đồng gật đầu đi đến ghế dài ngủ thôi ngân tranh sửng sốt cứ thế ngủ sao trong lòng đầy thắc mắc muốn hỏi lục đồng nhưng lại nhìn thấy lục đồng đã ở trên giường đành phải bỏ cuộc đợi khói giấy dầu đang cháy trong phòng tan đi ngân tranh đóng cửa sổ tắt đèn rồi leo lên ghế dài ngủ có thể do ngày mưa mát mẻ dễ ngủ cũng có thể do chính tiếng chuông chùa thanh tịnh giấc ngủ này lục đồng ngủ rất sâu nàng đã mơ thấy một giấc mơ dài trong mơ là năm đầu tiên nàng theo vân nương lên đỉnh núi lạc mai đỉnh lạc mai rất đẹp vào mùa đông ngọn núi phủ đầy tuyết cành cây phủ đầy lá đỏ khắp nơi đều thơ mộng hoa mai phủ kín từng sườn núi vân nương mặc một chiếc áo khoác lông trồn màu hồng mái tóc đen được búi cao ngồi trước viện sắc thuốc mùi thuốc sắc đắng chát tràn ngập chóp mũi Lục đồng ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong phòng, im lặng chờ vân nương sắc thuốc mới đưa nàng uống. Trên bàn có một chiếc lư hương bằng từ xa rất đẹp, là vân nương mua lúc xuống núi, bên trong đốt mảnh nhang mỏng, hương thơm nồng nàn. Nàng đợi gần nửa canh giờ, nhưng trước khi vân nương bảo thử thuốc, vân nương đã bảo nàng lên sườn núi lấy một ít xuyên ô về. Vào thời điểm này trong năm, đường núi đi lại khó khăn, đi lấy thuốc trên sườn núi về sẽ rất muộn. Không muốn lãng phí thời gian, lục đồng ôm một chiếc giỏ tre vội vã xuống núi. Nàng sợ nếu di chuyển quá chậm thì lúc về sẽ tối, thú hoang thường xuất hiện trên núi vào ban đêm. Nếu chẳng may gặp phải một con sói hoang đang lượn lờ bên ngoài thì sẽ rất nguy hiểm. Không ngờ, khi thu thập xong thảo dược và quay trở lại, lục đồng đột nhiên cảm thấy cơ thể yếu ớt, ngã xuống đất. Nàng không thể đi lại, cũng không thể kêu cứu, cố gắng mãi mới bỏ đến một khoảnh đất bùn, sau đó kiệt sức không thể di chuyển được nữa. Nàng bất lực nhìn bầu trời tối dần và mặt trăng mọc lên từ thung lũng. Khu vực xung quanh phủ đầy tuyết và những bông hoa mai đỏ rực nhìn từ xa như máu. Nàng nghe thấy tiếng sói chu trong rừng và ở nghĩa trang liền kề, ngọn lửa ma chơi màu xanh tím dần dần bùng lên, rất ma quái. Lục đồng sợ đến toàn thân run rẩy không thể cử động, cũng không thể kêu gào, lạnh lẽo và đói khát, giống như một cái xác cứng ngắc giữa những nấm mồ ngoài đồng, nghiến răng chịu đựng đến sáng. Ngày hôm sau, trời sáng. Thân thể lục đồng cứng như đá, nhưng có lẽ vì mặc quần áo dày nên không bị chết cóng. Và vì ngọn lửa ma chơi ở nghĩa địa này, thu giữ sợ hãi không dám đến, nên nàng mới giữ lại được cái mạng. Sau khi kéo giỏ che trở lại tiểu viện, Vân Nương đang ngồi ở bàn ăn bữa sáng, bánh gạo nếp đậu đỏ vừa mới nấu nóng hổi, nước sen lại thêm mật ong để khử vị đắng. Nàng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Lục Đồng đang có vẻ xấu hổ, dùng khăn tay lau khóe miệng cho cô bé, sau đó đi đến trước mặt Lục Đồng, hỏi: "Sao lại thành ra thế này?" Lục Đồng ngơ ngác trả lời. Đi được nửa đường, bỗng nhiên cơ thể không còn sức lực, cũng không nói được. Vân Nương cẩn thận hỏi nàng tình huống lúc đó sau đó nàng ấy cười vui vẻ, như vậy, thuốc mới coi như thành công rồi. Nàng cầm chiếc lư hương từ xa tinh xảo trên bàn, say sưa ngửi ngửi rồi nói, hôm qua ta đã làm ra miếng hương này, không biết hiệu quả ra sao, không ngờ ngươi chỉ ngửi một lúc thôi, mà khi xuống núi đã có phản ứng. Nhưng vẫn sửa đổi một chút để hiệu quả nhanh hơn. Nàng đang suy nghĩ về khói độc vừa mới tạo ra, một lúc lâu sau, nàng nhìn thấy lục đồng đứng ở một bên, vui vẻ nói với lục đồng ngươi cũng may mắn đấy như thế mà không chị chết cóng về được cũng không dễ dàng gì trên bàn có đồ ăn đấy mau ăn đi lục đồng ngơ ngác đáp lại leo lên ghế cầm lấy chiếc bánh nếp trên bàn rồi ngấu nghiến nàng quá đói và quá lạnh vân nương ở phía sau tiếp tục nói cơ thể cứng ngắc miệng tê dại không thể cử động đầu óc minh mẫn cảm giác như say còn hơn uống ngàn ly rượu mạnh tại sao chúng ta không gọi nó là thắng thiên tràng hơn cả ngàn ly rượu bên tai dường như có tiếng chung xa xa vang lên cùng với tiếng người la hét lục đồng đột nhiên mở mắt ra ánh nắng xuyên qua những khe hở trên ô cửa sổ bằng gỗ chạm khắc tạo ra những vệt sáng và bóng tối lốm đốm trên mặt đất sau một đêm mưa mặt trời mọc và bầu trời trong xanh ngân tranh vội vàng từ bên ngoài đi vào cô nương xảy ra chuyện rồi lục đồng nhìn nàng nàng thì thầm trong chùa có người chết có người chết ở chùa vạn ân đêm qua trời mưa suốt đêm sáng sớm nay các nhà sư đi di chuyển rùa để dùng làm lễ thì phát hiện có một người đàn ông đã chết đuối trong bể nước trong chùa sự việc này đã gây sốc cho tất cả mọi người trong chùa vào đêm trước pháp hội thanh liên có người chết trong phật đường dù nghĩ như thế nào thì cũng là một điểm xấu khi Lục Đồng và Ngân Tranh bước ra khỏi phòng, sân viện vô hoài đã trở nên hỗn loạn. Nữ quyến hành hương nghe thấy vụ việc này thì đều bước ra khỏi phòng, vẻ mặt ai nấy cũng mặt hoàng sợ. Bên cạnh có người hỏi, nghe nói gì chưa? Đêm qua trong chùa có người chết, chính là người ở viện vô hoài chúng ta. Người khác nói, chỗ chúng ta sao? Ai thế? Ta không biết, người ta đang điều tra. A-di-đà à, Phật tại sao lại chết người vào lúc này cơ chứ lục đồng làm ngơ trước những lời bình luận bên tai chỉ nhìn về phía trước một tên lính canh mặc quần áo màu đen đang lao về phía điện bên cạnh đang lúc nàng đang quan sát bỗng nhiên sau lưng có một giọng nói vang lên lục đại phu lục đồng dừng lại quay đầu lại nhìn ở lối vào viện vô hoài mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ dưới bóng cây liễu rũ một nam tử mặc áo gấm đen cổ tròn tay hẹp đang cúi xuống, mái tóc đen búi cao đội kim quan, vô cùng tuấn tú. Trong tay hắn đang cầm một bó liễu mây hái, nhìn thấy lục đồng quay lại, hắn cười rạng rỡ nói, lại gặp nhau rồi. Lục đồng hơi giật mình. Người đó chính là là Bùi Vân Ánh, triệu ninh công thế tử, điện tiền hữu quân chỉ huy sứ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 45, Bồ Tát mở mắt. Trong điện trống trải cả ngôi chùa chìm trong bóng tối tiếng mưa bao phủ vạn vật kế thừa hưng bối rối chớp mắt không hiểu rốt cuộc nữ tử đó có ý gì nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương cô ta gọi mình là kế đại lão gia cô ta biết mình là ai sao kế thừa hưng muốn gọi vạn phúc vào giúp nhưng toàn thân tê dại và yếu ớt lại không thể nói được hắn sợ hãi vừa không biết tại sao cơ thể mình lại bị như vậy vừa không biết nữ tử trước mặt là người hay ma trong bể vang lên tiếng rùa quẫy nước nữ tử bước về phía trước hai bước ánh đèn lập lòe sau lưng cô ta chiếu ra một cái bóng thật dài hơi đung đưa theo ngọn lửa kế thừa hưng thấy vậy ánh mắt đột nhiên sáng lên nếu có bóng thì không phải là ma nữ tử này là con người nhưng nếu cô ta là con người thì tại sao lại ở đây nếu không phải ma quỷ thì cũng sẽ không có tà thuật, vậy thì sao lại có thể làm cho hắn không thể cử động, cũng không thể nói chuyện nhưng cẩn tỉnh táo, kế thừa hưng cảm thấy như đang mơ, trước điện thờ tràn ngập mùi thơm ngào ngạt, khiến người ta say sưa. Nhàng thông thường có mùi thơm như vậy không, hắn đang bối rối suy nghĩ thì nhìn thấy nữ tử kia đang bước tới điện thờ, giơ món tay phẩy làn khói còn giang dở. Nàng ta nhỏ giọng nói, nó tên là Thắng Thiên Tràng kế thừa hưng nhìn nàng ta đốt hương này lên hương thơm xông vào mũi còn say hơn uống ngàn chén rượu mạnh vì thế nên gọi là thắng thiên tràng giọng nữ tử trong trẻo hùng hồn nói tuy nhiên người ngửi phải mùi thơm này sẽ thân thể cứng mắc lưỡi tê dại nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo nàng hơi quay đầu lại nhìn kế thừa hưng kế đại lão gia Ngươi có phải đang muốn hỏi ta tại sao ta cũng hít phải mùi hương này mà vẫn có thể tự do đi lại, không hề bị ảnh hưởng. Kế thừa hưng cố gắng gật đầu. Nữ tử mỉm cười và nói, bởi vì hương này chính ta là người làm ra. Kế thừa hưng mờ mịt. Hương này sao lại do cô ta tạo ra, hương này rõ ràng là do vạn phúc chuẩn bị, để khiến việc hối lộ thần linh. Trông có vẻ chân thành hơn, Vạn Phúc đã đặc biệt chọn mấy nén hương có mùi hương nồng đậm. Khi đó, hắn cũng khen ngợi Vạn Phúc làm việc rất tốt. Nhưng, sao Vạn Phúc vẫn chưa tới, hắn vào pháp điện bái lầy, đã lâu chưa ra ngoài, với sự cẩn thận của Vạn Phúc, hắn nhất định sẽ đi vào xem xét. Còn nữ tử này, trước khi cô ta bước vào không phải cũng đã gặp Vạn Phúc sao? Nếu nàng ta gặp Vạn Phúc, tại sao Vạn Phúc không ngăn cản nàng ta? trong đầu kế thừa hưng hiện lên một ý nghĩ, một ý nghĩ mà hắn không dám nghĩ tới. Nữ tử quay lưng về phía hắn, nhìn tượng thần thấp thoáng trong làn khói xanh, bình tĩnh nói, kế đại lão ra nửa đêm đi cúng thần, xem ra trong lòng có khúc mắc. Nhưng ngươi dựa vào đâu mà cho rằng thần Phật có thể cứu ngươi? Nếu như trên đời này thật sự có thần Phật, thì tỷ tỷ ta năm đó đã không chết trong hồ sen của quý phù. Tỷ tỷ, đồng tử của kế thừa hưng co lại. Cô ta gọi Lục Nhu là tỷ tỷ. Vậy cô ta là em gái của Lục Nhu, nhưng Lục Nhu làm gì có em gái, không đúng. Lục Nhu có em gái, mấy ngày trước nghe mẫu thân nói có một người họ hàng xa của Lục Gia tên là Vương Oanh Oanh đến phủ và bị đuổi đi. Lục Nhu không có người thân nào khác ở thịnh kinh, có lẽ đây chính là Vương Oanh Oanh đó. Nhưng Vương Oanh Oanh chỉ vì của hồi môn cho Lục Nhu nên mới tìm đến họ. Vậy tại sao cô ta lại hợp tác với Vạn Phúc để dụ hắn đến đây? Trong đầu hắn có đủ loại suy nghĩ quẩn quanh, không thể hình dung ra được. Vương Oanh Oanh lại nói tiếp, nàng ta quay người lại, nhìn kế thừa hưng không thể cử động được, đang dựa vào bể nước, nhẹ nhàng nói, người ta nói trời đất trên cao, quỷ thần khó mà hoành hành. Bây giờ đã quá nửa đêm, lại là mồng một tháng tư. Bồ Tát mở mắt ra, thiện ác sẽ lộ ra. Kế đại lão ra, ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi, xin hãy thành thật trả lời. Nói xong, nàng đi đến bên cạnh kế thừa hưng, từ từ ngồi xổm xuống, đưa một tay ra bóp cổ hắn ta. Bàn tay lạnh và ẩm ướt, không giống như bàn tay của người sống, ngón tay vòng qua cổ anh khiến hắn lập tức nổi da gà. Nữ tử trông có vẻ yếu đuối và mảnh khảnh nhưng sức lực lại rất lớn, tóm lấy cổ hắn và thô bạo kéo hắn vào bể nước. Bể nước rất lớn, chứa những con rùa sẽ được thả vào ngày mai. Một mùi nước khó chịu tràn ngập chóp mũi. Dưới ánh sáng mờ ảo, hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình và người kia trong nước. Nữ có khuôn mặt xinh đẹp, lông mày như trăng lưỡi liềm, đôi mắt như nước mùa thu, nhàn sắc động lòng người như thủy nguyệt quan âm. Giọng nàng ta cũng rất dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi bên tay hắn, Kế đại lão gia, tỷ tỷ của ta là bị ngươi giết chết đúng không? Kế thừa hưng rừng sốt. Khoảnh khắc tiếp theo, hình ảnh quan âm đột nhiên vỡ vụn, hắn cảm thấy đầu mình bị đẩy xuống nước, một dòng nước tràn vào miệng và mũi. Kế thừa hưng hoảng loạn dãy rủa nhưng hắn vừa mới hít phải thắng thiên tràng, làm gì còn sức mà cử động, cả người nặng nề như gỗ đá, hắn cảm thấy trước mắt tối om, như thể bị ném xuống vực thẳm ngay lúc hắn đang tuyệt vọng tột đổ cơ thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn hắn bị lôi lên khỏi mặt nước kế thừa hưng ho một cách yếu ớt vương oanh oanh nắm tóc hắn bình tĩnh nói sao không trả lời nàng ta rõ ràng biết hắn hít phải khói độc không thể cử động cũng không thể nói chuyện vậy mà nàng ta vẫn nghiêm túc hỏi như vậy kế thừa hưng không nói được nhìn vương oanh oanh với ánh mắt sợ hãi người phụ nữ này điên rồi Vương oanh oanh đảo mắt, bắt gặp ánh mắt của hắn, chợt mỉm cười dịu dàng. Nụ cười đẹp như hoa dâm bột đang nở rộ. Nàng thở dài, thật kỳ lạ, khi người ta làm điều ác thì luôn mong ông trời không biết, còn khi làm việc thiện thì sợ thần Phật không hay. Gieo gió thì tìm mọi cách che đẩy, quả thiện thì hết sức khoe khoang. Như vậy thì Bồ Tát có mở mắt hay không cũng không có gì khác biệt. Khóe miệng nhếch lên, nhưng trong mắt lại không có nụ cười. Nàng đứng giữa đại sảnh trống trải, xanh sao mà xinh đẹp như một bóng ma. Kế thừa hưng không thể mở miệng ra được. Ngay sau đó, bàn tay nắm tóc hắn dần dần siết chặt, giọng nói nhẹ nhàng của vương oanh oanh truyền vào tay hắn. Câu hỏi thứ hai, cái chết của bốn người lục gia là do tề thái sư phủ ra lệnh đúng không? Kế thừa hưng muốn mở miệng trả lời, nhưng lưỡi cứng mắc không phát ra được tiếng nào. Ngay sau đó, bàn tay của nữ tử thô bạo ấn xuống nhấn chìm hắn trong nước dường như bên tai vang lên tiếng thở dài của vương oanh oanh nàng ta hỏi sao lại không trả lời vô số nước lạnh xối vào khoang mũi và khoang ngực kế thừa hưng làm hắn cảm thấy khó thở hắn muốn dãy giụa muốn hét lên nhưng lại bị bóp nghẹt trong bể nước khổng lồ này bị lũ rùa đông đúc bao bọc thành từng tầng tiếng mưa đêm trên núi và tiếng chuông xa xa không tìm được khe hở nào Ào, một tiếng, mặt nước lại vỡ ra. Hắn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, vẻ mặt vẫn bình tĩnh và dịu dàng. Kế thừa hưng rơi nước mắt. Hắn khó khăn cử động cơ thể, muốn cầu xin đối phương thương xót, chỉ cầu xin đừng hành hạ mình như thế này nữa. Hắn muốn nói chuyện. Nếu như vương oanh oanh đến đây là vì lục thị thì hắn có thể kể cho cô ta nghe nhiều hơn về cái chết của lục thị và cả thái sư phù. Đúng, có Thái Sư phụ, người khởi xướng tất cả những chuyện này chính là Thái Sư Phù. Cô ta nên đi tìm họ, hắn lấy hết sức gắng mấp máy môi, vương oanh oanh cũng nhìn thấy động tác của hắn. Nàng hơi ngạc nhiên, nhẹ giọng hỏi, kế đại lão gia muốn nói cho ta biết manh mối mới sao? Kế thừa hưng chớp mắt, hết sức gật đầu. Chỉ cần đối phương thả hắn đi, hắn có thể giúp cô ta kiện thái sư phụ, hắn rất mong chờ, hy vọng đối phương sẽ kịp thời dừng lại và thả hắn đi. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác đuối nước và nghẹt thở quen thuộc lại ập đến. Nữ tử đứng trước bồn nước, đôi bàn tay trắng như tuyết nắm lấy tóc hắn, đôi bàn tay mảnh khảnh và mềm mại, nhưng dường như có sức mạnh vô hạn, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được, nàng thô bạo ấn mặt hắn vào bể nước. Nàng mỉm cười nói, nhưng ta không muốn nghe. chương 46, nghiệp báo. Đêm mưa cô liêu, đèn sáng lờ mờ trong làn khói xanh bức tượng lốm đốm dỉ xét một nửa khuôn mặt hiền từ một nửa hung ác điện thờ rộng lớn trong bể nước khổng lồ thỉnh thoảng vang lên tiếng nước bắn tung tóe do cá rùa bơi lội thỉnh thoảng còn có vài tiếng thờ hồn hiền nặng nề bị đè nén rồi lặng yên chôn vùi nữ tử gầy gò đứng dưới chân bức tượng ghi cổ người trong tay không nhanh không chậm tra hỏi nàng hỏi lục khiêm bị vu oan vào ngục Phạm Đại Nhân, quan sự án thẩm hình viện có biết nội tình không? Nàng hỏi, cây lão phu nhân nói rằng Lục Nhu đã chủ động quyến rũ công tử Thái Sư Phù. Công tử Thái Sư Phủ có xâm phạm Lục Nhu không? Nàng hỏi, Lục Lão ra trên đường đến Thịnh Kinh gặp lũ lụt. Là ai đã dàn xếp chuyện lũ lụt? Nàng hỏi, vụ hỏa hoạn lớn ở chuyện trường vũ, Lục Phu Nhân đã chết trong biển lửa. Kế ra các người có nhúng tay vào không? mỗi lần hỏi một câu nàng lại ấn đầu kế thừa hưng xuống nước một lần để hắn trải qua cảm giác nghẹt thở như chết đuối nàng nghiêm túc hỏi đi hỏi lại tra tấn hết lần này đến lần khác cuối cùng bình tĩnh mắng tại sao không trả lời hắn bị trúng độc lưỡi tê cứng làm sao có thể trả lời được làm sao hắn có thể trả lời được người kế thừa hưng ướt sũng nước đã gần đến mùa hè nhưng lại lạnh buốt đến tận xương tùy hắn cảm thấy mình đã trở thành thịt cá trên thớt chỉ có thể mặc người chém giết sự tuyệt vọng và sợ hãi ám ảnh này khiến hắn cảm thấy đau đớn hơn cả khi bị hồn ma của người vợ đã chết ám theo vương oanh oanh kéo hắn lên như chó chết trong đống bùn nhìn pho tượng trước điện thờ nhẹ giọng nói kế đại lão gia ngươi một lòng cúng vần bái phật lẽ nào chưa bao giờ xin nghiệp báo sao nàng cúi đầu mỉm cười giọng nói có vẻ mỉa mai cũng phải, nếu trên đời này thật sự có quả báo, sao có thể như ngươi bây giờ, quần là áo lụa, không yêu không lo. Có thể thấy, Bồ Tát nhắm mắt, không thấy chúng sinh. Nếu Bồ Tát đã vô dụng như vậy, thì ta đành phải tự mình hành động thôi. Kế thừa hưng sợ hãi, chừng mắt nhìn nàng rồi lại dương mắt nhìn tượng Phật trước điện. Sao cô ta dám, sao cô ta dám giết người diệt khẩu ngay trước mặt Bồ Tát Linh Thiêng? Lẽ nào cô ta không sợ báo ứng sao? Vương oanh oanh chú ý tới ánh mắt của hắn, trong nháy mắt dường như hiểu được hắn đang nghĩ gì. Nàng nói, người muốn hỏi tại sao ta không sợ thần Phật à? Kế thừa hưng toàn thân run rẩy, nhìn nàng như đang nhìn con quỷ đáng sợ nhất trên đời. Nàng cười một cách khó hiểu, ta không sợ. Hôm nay ta lên núi không phải để bái Phật cầu phúc. Nàng đến gần hơn một chút, giọng nói dịu dàng, nói vào tay hắn từng chữ một. Ta tới đây để trả thù. Ào một tiếng, đầu của hắn lại bị nhấn xuống nước, những con rùa dưới nước thấy động liền sợ hãi bơi đi. Không biết là hắn gặp ảo giác hay gì, trong vực thẳm đen tối nhất, hắn dường như nhìn thấy bóng dáng của người vợ quá cố. Vẻ mặt của nàng rất dịu dàng, vẻ đẹp trong sáng như hoa huệ, tuy nhiên, lông mày và đôi mắt của nàng ấy rất giống với ác quỷ hồi nãy. Nàng mỉm cười nói với hắn, "Muội muội của Thiếp tính tình thực sự rất trái ngược." "Kế thừa Hưng bối rối, nàng đang nói gì vậy? Nàng làm gì có muội muội? Là Vương Oanh Oanh đó hay sao? Nhưng Vương Oanh Oanh là họ hàng xa của Lục gia, làm sao nét mặt của cô ta có thể giống với Lục Nhu được?" "Còn tính khí." Lục Nhu nhìn hắn, ngượng ngùng cười nói, "Lúc muội ấy đi lạc thì vẫn còn là một cô bé, mới 8, 9 tuổi, còn chưa trưởng thành." Bề ngoài thì ương bướng một chút, nhưng thực ra rất nhút nhát, gặp phải con rắn hay con ong cũng sợ đến phát khóc. Không biết những năm nay muội ấy sống như thế nào. Lạc mất, như một tia chớp xé ngang bầu trời đêm, hắn chợt nhớ ra. Không đúng, Lục Nhu đã từng có một cô em gái. Không phải họ hàng xa của Lục gia, không phải vương oanh oanh, mà là muội muội ruột của Lục Nhu và Lục Khiêm, là người 7 năm trước bị kẻ gian bắt cóc không rõ tung tích. Kế thừa hưng đã hoàn toàn nhớ ra. Lúc đó, Lục Nhu vừa gả vào kế gia chưa lâu, sau khi hai người triển miên, nàng có kể lại một chuyện cũ. Nghe nói, Lục gia vốn có một cô con gái nhỏ là em gái của Lục Nhu. Bảy năm trước, ở huyện Trường Vũ xảy ra một trận dịch hạch, cả bốn người họ Lục đều mắc bệnh, Lục Tam cô nương một mình chăm sóc cả gia đình. Lục gia lúc đó gần như sắp không sống nổi nữa rồi, không biết Lục Tam cô nương từ đâu tìm được một gói thuốc, sau khi uống thuốc đó, mấy người Lục gia cũng dần khỏi bệnh. Thấy tình hình trong nhà càng ngày càng tốt, không ngờ có một ngày Lục Tam cô nương ra ngoài không thấy quay lại. Sau đó, có người đi đường cho biết họ nhìn thấy nàng lên xe ngựa cùng một người lạ đeo màn che. Lục gia vội vàng cử người đi tìm nhưng không tìm thấy gì. Vì sự việc này mà Lục phu nhân luôn đau khổ, chán nản. Trong nhiều năm qua, Lục Gia vẫn không ngừng tìm kiếm đứa con gái nhỏ mất tích nhưng vẫn không tìm thấy gì. Thê tử thận trọng nhìn hắn, phu quân, thiếp nghe nói đồ sứ kế ra chúng ta sẽ được gửi đi nhiều nơi. Trên thùng gỗ chở đồ sứ có thể vẽ tướng mạo kèm tên của muội muội không? Nếu có người quen hoặc muội muội của thiếp nhìn thấy, biết đâu có thể sẽ tìm lại được, kiếp này sẽ có ngày đoàn tụ. Hắn thản nhiên nói chuyện nhỏ nhưng thực ra lại không hề để tâm. Thứ nhất, trước mặt Lục gia, kế gia đã cố tình phóng đại danh tiếng của mình lên, nhưng thực chất chỉ là hư danh mà thôi. Việc buôn bán ở thịnh kinh còn đang miễn cưỡng mới duy trì được, nói gì đến việc gửi hàng đi các nơi. Thứ hai, kế thừa hưng không nghĩ tới con gái út của Lục gia vẫn có thể tìm được. Nhiều năm như vậy, tiểu cô nương này sợ là đã chết, hoặc là bị bán cho hoa lâu rồi. Trở về danh tiếng cũng sẽ không tốt. Sao phải vứt tiền ra cửa sổ thế? Kế thừa Hưng nghĩ, tìm một họa sĩ đến bức chân dung cũng sẽ rất rắc rối. Vì vậy, ngoài miệng thì hắn đồng ý nhưng lại không làm gì cả. Sau đó xảy ra sự việc ở Phong Lạc lâu, Lục thị có thai, chết đuối, hắn lại cưới Tần thị. Tình cảm phu thê ân ái trước kia đã bị hắn quên lãng từ lâu. Nhưng lúc này, lúc bị dìm xuống nước, sống không được chết cũng không xong hắn lại chợt nhớ tới vương oanh oanh chỉ là họ hàng xa của lục gia tại sao lại vì lục gia mà làm ra những chuyện như vậy trừ phi cô ta là ruột thịt của lục gia con gái út của lục gia còn sống sao nữ tử này có phải là muội muội mất tích của lục nhu không kế thừa hưng đầy thắc mắc nhưng không có cách nào nói ra hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình ngày càng nặng nề hơn bể nước sâu như không đáy Nước trong bể cũng đen như mực, giống như ở dưới địa ngục. Tuy nhiên, trong bóng tối vô tận lại le lói có ánh sáng rực rỡ. Hắn nhìn thấy một ánh lửa, ngày càng lớn và sáng hơn, cùng với tiếng cồng chiêng và tiếng trống, hoa và nến đỏ, trông như một đám cưới. Trên giường tân hôn treo một nút thắt đồng tâm nhiều màu sắc, những ngọn nến đỏ đang cháy, đôi vợ chồng mới cưới đang ngồi trước ghế dài, tay cầm cốc, đang uống rượu giao bôi kế thừa hưng nhìn thấy mình trong bộ tranh phục cưới với khuôn mặt đầy vẻ vui mừng trong khi nữ tử đối diện thanh tú như một bông hoa trên đầu đeo vàng bạc và ngọc trai chiếc châm khẽ đung đưa nàng nhìn hắn với ánh mắt trìu mến nàng ngượng ngùng nói phu quân uống chén rượu hợp cần này phu thê chúng ta như một thể sinh tử không thể tách rời hắn cười lớn bắt chước thư sinh trong vừa kịch lập lời thì phu thê ta gắn bó keo sơn kiếp này sống chung giường, chết chung huyệt. Đột nhiên, tiếng chiêng trống biến mất, từ xa có tiếng ai đó chuyển đến, cứu mạng. Cứu với, hắn hoang mang đầu lên, nhìn thấy bờ hồ vào một buổi chiều mùa hè đầy hoa đỏ rực như máu. Lục nhu bị gia đình giữ chặt, đẩy xuống nước, nàng liều mạng chống trả, bám lấy bờ hồ nhất quyết không buông. Hắn vừa sốt ruột vừa tức giận, một mặt cho rằng thủ hạ hành động quá chậm, mặt khác lại sợ người ta nghe thấy động tĩnh nên bước tới, cố gắng bịt miệng nàng lại. Lục Nhu nhìn hắn, nàng không còn vùng vẫy nữa, chỉ lặng lẽ rơi hai dòng nước mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Hắn nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thêm nữa, dùng sức gỡ tay nàng ra, đẩy nàng xuống hồ sen, cho đến khi là nước lạnh buốt nuốt chừng tất cả. Giọng nói dịu dàng của một nữ tử vang vọng bên tay hắn hết lần này đến lần khác, phu quân uống chén rượu hợp cần này phù thề chúng ta như một thể sinh tử không thể tách rời một tiếng sấm đánh vỡ sự yên tĩnh của đêm núi tia chớp chiếu sáng làn khói xanh của căn điệt đồng thời cũng soi sáng đôi mắt lạnh lùng của người đang đứng trước mặt phật nàng lặng lẽ nhìn kẻ đang không còn vùng vẫy trong bể nước nhẹ giọng hỏi ngươi rất sợ hãi phải không không ai trả lời chỉ có những sợi tóc đen nhánh như cây thủy sinh rối rắm bồng bềnh trên mặt nước đục ngầu. Sợ là đúng rồi." Lục Đồng bình tĩnh nói, "Tỷ tỷ ta lúc đó cũng sợ hãi như vậy." Chương 48: Biến cố. Lục Đồng không ngờ lại gặp Bùi Vân Ánh ở đây. Hôm qua nhìn lướt qua trong mưa, nàng thấy Bùi Vân Ánh cùng Hòa Thượng dẫn đường không đi về hướng này. Không ngờ sáng nay lại gặp hắn ở đây. Nàng còn chưa kịp trả lời, ở bên kia một nam tử cao lớn mặc quần áo màu xanh lá cây bên cạnh Bùi Vân Ánh đã hỏi hắn, ai vậy? Hắn cười nhẹ, một người quen. Lục đồng cho rằng mình chỉ gặp vị Bùi Thế Tử này có một lần, không thể gọi là quen được. Chỉ là bây giờ người ta ở đây, nếu cố tình phớt lờ thì e là trông như có điều giấu diếm. Cho nên nàng hào phóng giơ tay, gật đầu với hắn, Bùi Điện soái Bùi Vân Ánh mỉm cười bước tới chỗ nàng hầu hết những người hành hương đến chùa vạn ân bái phật đều là nữ quyến theo nghi lễ phật giáo nên hầu hết họ đều mặc quần áo đơn giản màu sắc trang phục của người này không có gì nổi bật nhưng kim quan trên đầu cùng với bộ quần áo đen trên người cùng những tầm liễu xanh và cỏ xuân thơm sau lưng làm cho hắn càng tuấn tú có một khí khái phong lưu mà người thường không có người đẹp đứng ở đâu thì cũng sẽ gây chú ý không lâu sau có người bình tĩnh lại sau khi hoảng loạn vì vụ án mạng vừa rồi, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên này. Bùi Vân ánh nhìn lục đồng, liếc nhìn con đường mòn của viện vô hoài phía sau, hỏi, sao lục đại phu lại ở đây? Lục đồng đáp, ta đến dâng hương. Hắn mỉm cười nói, không phải nói, đại phu và Diêm Vương là đối thủ truyền kiếp sao? Lục đại phu sao mà vẫn tin vào thần Phật? Lục đồng ngữ khí không thay đổi, đại phu cũng muốn cầu nhân duyên chứ nghe vậy bùi vân ánh có vẻ hơi ngạc nhiên sau đó nhanh chóng nhìn về phía cổng viện nơi có nhiều quan binh mặc quần áo đen đang đi về phía pháp điện lục đồng nhìn theo ánh mắt của hắn nghe hắn nói có người chết ở phóng sinh điện bùi vân ánh quay đầu nhìn nàng giọng điệu không rõ là thật hay đùa lục đại phu sao không đi xem cơn mưa đêm qua còn ướt sau lưng hắn Giọt mưa còn đọng lại lăn trên mấy chiếc lá chuối, giống như những hạt pha lê rải rác khắp mặt đất. Ngân Tranh căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Lục Đồng bình tĩnh nói, "Đại phu chỉ xem người sống, pháp y mới xem người chết." "Ta không phải pháp y." Hắn gật đầu, "cũng phải." Hắn lại nhìn Lục Đồng, thở dài, "Lục đại phu, sao ta lại cảm thấy cô luôn cảnh giác với ta nhỉ?" "Kể ra" Ta từng cứu cô đấy, trước đây ta cũng chưa từng đắc tội gì với cô." Nam tử này tuy thở dài nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Lần trước ánh đèn trong quán son mờ mờ, nhưng bây giờ dưới ánh nắng ấm áp có thể nhìn rõ khi hắn cười, trên má có một lúm đồng tiền nhỏ hình quả lê, khiến cho hắn có vẻ tươi sáng và nhân hậu mà chỉ những người trẻ tuổi mới có được. Nếu như có thể bỏ qua ánh mắt thăm dò của hắn, lục đồng sắc mặt không thay đổi. Bình tĩnh nói, "Bùi đại nhân suy nghĩ quá nhiều rồi." Hắn liếc nhìn Lục Đồng, đang định nói tiếp thì đột nhiên có người chạy tới, dừng lại bên cạnh, "Đại nhân." Đó là một thanh niên mặc áo lụa màu hoa tử đằng, khuôn mặt tròn, đôi mắt tròn xoe, nhìn thấy Lục Đồng, thanh niên cũng giật mình, sau đó kinh ngạc nói, "Đây không phải là cô nương mà lần trước chúng ta gặp ở dưới bảo tường lâu sao?" Lục Đồng cũng nhận ra lần trước bùi vân ánh sai thiếu niên này áp giải lã đại sơn về nàng vẫn mơ hồ nhớ được tên của chàng thiếu niên đó hình như là đoàn tiểu ngôn đoàn tiểu ngôn tựa hồ tràn đầy nhiệt tình muốn cùng lục đồng nói chuyện nhưng bùi vân ánh chỉ lạnh lùng nhìn hắn khiến chỉ có thể đứng yên thông báo tin tức vừa mới nhận được từng chữ một trong điện phóng sinh có một người chết hắn ta chết đuối trong bể nước thả rùa pháp y đã đến xem qua nói rằng người này say rượu, không tỉnh táo nên ngã vào bể nước, không leo ra được nên mới chết. Tiêu Trục Phong ở một bên cau mày hỏi: say rượu sao còn đi đến điện thờ bỏ hoang? Đoàn Tiểu Ngôn tiến lên một bước, hạ giọng nói: còn không phải sao? trong điện còn tìm thấy vàng mã, trong lư hương còn có cho hương. người này đến để bái thần, mà bái thần nào không bái, lại đi bái tượng thần từ tiền triều. lần này phiền phức rồi dù người đã chết nhưng e rằng trong nhà vẫn sẽ có phiền toái không có lệnh cấm rõ ràng về việc thờ tượng của tiền triều nhưng việc thờ tượng của tiền triều có phải là tội hay không thì người dân đều ngầm hiểu bùi vân ánh chế nhạo uống rượu xong còn cúng bái tấm lòng của người này rộng lượng ghê nhỉ ta cũng rất ngạc nhiên đoàn tiểu ngôn nói thêm nhưng sau đó khi bọn họ thẩm vấn người hầu của người quá cố hình như người chết đã bị tà linh ám hắn liên tục nói những lời ma quái. Mấy ngày trước hắn còn thuê đạo sĩ về nhà làm lễ trừ tà. Nghe nói hắn đến Pháp hội lần này là để cầu Bồ Tát giúp siêu độ cho oán quỷ đó. Vừa nói, hắn vừa cảm thấy kinh hãi, chỉ không ngờ rằng oán quỷ ám theo hắn lại lợi hại như vậy, không những không bị tiêu biến mà còn điều khiển tâm trí hắn, khiến hắn tự mình dìm chết trong bể nước. Bùi Vân Ánh nói, mấy lời nhảm nhí này ngươi cũng tin à. Ta đương nhiên lúc đầu không tin. Đoàn Tiểu Ngôn kêu lên, nhưng Pháp Y lại không phát hiện cái gì đáng nghi, là hắn tự chết đuối. Bùi Vân Ánh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, người hầu kia tối qua làm gì? Hắn nói tối qua lão gia nhà hắn đi ngủ sớm, hắn hầu hạ lão gia đi ngủ. Sau khi chủ nhân ngủ say, hắn đến nhà bên cạnh chơi bài với mấy người hầu khác suốt đêm. Pháp Y điều tra ra được khi người này chết thì hắn đang đánh được mấy ván bài rồi có người làm chứng không phải hắn giết người bùi vân ánh không nói gì đoàn tiểu ngôn thận trọng hỏi đại nhân ngài cảm thấy chuyện này có nội tình gì đó tiêu trục phong lạnh lùng nói dù có nội tình hay không người này đã âm thầm bái lại tượng thần tiền triều chuyện này kết thúc ở đây thôi cái chết của hắn không quan trọng bằng tội hắn mắc phải sẽ không có ai thay một tội nhân tìm ra sự thật thậm chí người nhà của hắn cũng có thể bị liên lụy bùi vân ánh bình tĩnh nói vụ án này không thuộc thẩm quyền quản lý của điện tiền ti đoàn tiểu môn người đừng nhúng tay vào đoàn tiểu môn đồng ý trong cuộc trò chuyện họ không tránh mặt lục đồng có lẽ vì nội dung cuộc trò chuyện không được bảo mật hôm nay ở vạn ân tự có rất nhiều người hành hương nên sớm muộn những thông tin này cũng sẽ bị mọi người biết lục đồng không có ý định ở lại đây lâu hôm nay trong chùa có người chết cho nên đại hội thanh liên có lẽ sẽ không tổ chức như thường lệ nên xuống núi càng sớm càng tốt lục đồng vừa nghĩ tới đây đột nhiên nghe thấy phía trước đám người kêu thảm thiết theo sau là mọi người hoảng sợ thét lên chết người rồi nàng ngước mắt lên nhìn thấy đám đông trước mặt đang nhanh chóng giải tán như đang trốn tránh bệnh dịch đám đông tản mác dần dần khiến tầm nhìn ngày một rõ ràng Nàng nhìn thấy một bóng người trong một căn đình nghỉ chân nhỏ cách viện Vô Hoài không xa. Một công tử trẻ tuổi dáng người hơi béo đang nằm nửa người trên mặt đất, há miệng thở dốc. Lục Đồng khẽ cau mày, do dự chỉ trong chốc lát, sau đó nhanh chóng bước về phía trước. Ngân Tranh ở phía sau giật mình, "Cô nương, không sao đâu." Lục Đồng nói, "Đưa hộp y cụ cho ta." Nàng bước vào đình chỉ vài bước thì thấy người thanh niên sắc mặt đỏ bừng như cá sắp chết đang liều mạng cào cổ họng của mình, thở hổn hển, trông như sắp chết tới nơi. Ngân tranh đã lấy hộp y cụ trong phòng ra, lục đồng vội vàng mở hộp, lấy ra cây kim vàng, nhắm vào các huyệt đảo của vị thiếu gia nọ mà châm kim xuống. Ngân tranh nói, cô nương, hắn là đờm tích tụ trong phổi, chặn đường thở, có thắt đường thở, khí phổi thăng lên đảo ngược, gây ra đờm và khó thở. Lục đồng đè tay người đàn ông trên mặt đất xuống, ngăn cản hắn gãi và chạm vào cây kim vàng, rồi nói với Ngân Tranh, không sao đâu, chỉ cần châm cứu là được. Vừa nói xong, sau lưng truyền đến tiếng kinh hô của một vị phu nhân, Lân Nhi. Lục đồng chưa kịp nói chuyện đã nhìn thấy một người phụ nữ đầy đặn, mặc bộ quần áo đẹp, đeo đồ trang sức bằng vàng, vội vàng bước về phía nàng, đẩy Ngân Tranh và Lục đồng sang một bên, lao tới bên cạnh vị công tử nọ, hết gọi con ơi. Rồi lại Lân Nhi ơi rồi lại trừng mắt hét lên với lục đồng ngươi là ai sao ngươi dám vô lễ với con trai ta nhìn thấy tay bà vô tình chạm vào cây kim vàng lục đồng không khỏi cau mày bước tới nói hắn lên cơn hen xuyên nàng còn chưa nói xong một tên thị vệ cao lớn không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh nàng đẩy mạnh lục đồng ra sau cô muốn làm gì người thị vệ này cao lớn động tác cực kỳ thô bảo lục đồng bị hắn đẩy lùi về phía sau mấy bước suýt chút nữa ngã xuống đất nhưng vào lúc này phía sau có người nắm lấy cánh tay nàng lưng nàng áp vào ngực hắn như thể đang được hắn vào lòng lục đồng ngửi thấy mùi xạ hương nhàn nhạt, nhạt từ trong lòng đối phương truyền đến yên tĩnh mà lạnh lẽo ngay sau đó cánh tay đang ôm nàng buông ra bùi vân ánh đứng ở phía sau nàng khoảng cách vừa phải không quá gần vẻ mặt rất bình tĩnh như thể sự thân mật vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Lục đồng còn chưa kịp cảm ơn Bùi Vân Ánh thì ở bên kia, mẫu thân của công tử nọ, người phu nhân ăn mặc đẹp đẽ, tức giận chỉ vào nàng, hét lên, đổ khốn, người đã làm gì con trai ta? chương 49, xuất đầu lộ diện. Xung quanh đình nghỉ chân, rất nhiều người tò mò đang đứng chen chúc. Vị phu nhân này ăn mặc lộng lẫy, hùng hùng hồ hồ, có vẻ là người có địa vị và xuất thân nhất định. Trước mặt bà có rất nhiều thị vệ, người thị vệ cao lớn ở phía trước trông rất quen thuộc. Lục đồng nghĩ nghĩ, ngày hôm qua lúc nàng cùng ngân tranh lên núi, đến trước cổng chùa thì bị một chiếc xe ngựa có màn che đẩy sang một bên, lúc đó người đánh xe kiêu ngạo, hống hách mắng. Người đang đứng trước mặt chính là người hôm qua đã quát mắng họ. Vị phu nhân trước mặt hẳn là chủ nhân của chiếc xe ngựa đó. Lục đồng nhìn đám chủ tớ đang hung dữ uy hiếp, bình tĩnh nói, lệnh lang mắc bệnh phổi mãn tính, không biết hít phải thứ gì, khiến tuần hoàn phổi mất kiểm soát, dẫn đến khó thở, khi ứ động, nếu không được cứu chữa kịp thời, e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngân tranh cũng theo sau, đúng vậy, nếu vừa rồi cô nương nhà ta không chữa trị kịp thời cho hắn, công tử nhà các ngươi đã tắt thở rồi. Phu nhân nghe vậy, sắc mặt tái nhợt vì tức giận, nói linh tinh. Còn ta đang yên đang lành, làm sao nó có thể mắc bệnh gì nghiêm trọng được? Tên khốn nhà ngươi ở đây nói bậy, bôi xấu danh dự của con trai ta. Thăng quyền, bà ra lệnh cho thị vệ bên cạnh, nữ nhân này ở đây nói năng lung tung, con hại con trai ta thành ra thế này, mau bắt ả ta lại mang đến quan phủ, đánh mấy chục gậy xem ả ta còn dám nói nữa không. Người thị vệ nghe vậy, không nói một lời, đến kéo lục đồng đi. Tuy nhiên hắn chưa kịp chạm vào lục đồng thì đã có một cánh tay giữ lấy tay hắn. bàn tay đang nắm lấy cánh tay của hắn thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, nhưng từ hồ lại ẩn chứa sức mạnh vô hạn, khiến người thị vệ cao lớn không khỏi lộ ra vẻ đau đớn. người thanh niên cười như không cười, nói: ta còn không biết đấy, thái phủ tự khanh từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy. một câu nói đã khiến vẻ mặt của vị phu nhân kia có chút thay đổi. Lục đồng nhìn bùi vân ánh, bùi vân ánh buông tay ra. Tên hộ vệ kia được thả, nhưng dường như hắn không cam tâm, không muốn bỏ cuộc, lại nghiến răng bước về phía trước. Chỉ cần nghe một tiếng soạt, thanh kiếm dài sáng bóng đã ra khỏi vỏ, một nửa lộ ra, tràn ngập sát ý, một nửa giấu trong bao kiếm tối tăm, dập tắt ánh sáng lạnh lẽo, giống như nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt hắn. Bùi vân ánh đứng bên cạnh lục đồng, một tay cầm thanh kiếm ra khỏi vỏ, nụ cười nhạt dần, ai muốn ra tay. Thấy vậy, Tiêu Trục Phong và đoàn tiểu ngôn cũng bước tới chắn trước mặt Bùi Vân Ánh. Đoàn tiểu ngôn nói, người thật to gan, dám vô lễ với thế tử. Thế tử, nữ nhân có chút giật mình. Đoàn tiểu ngôn cởi thắt lưng, đi đến trước mặt nữ nhân để bà ta có thể nhìn rõ, phu nhân cũng muốn bắt thế tử của chúng ta sao? phu nhân nọ thoạt nhìn có chút không tin, tựa hồ nghi ngờ đoàn tiểu ngôn đang lừa gạt. Sau khi nhìn rõ dòng chữ trên thắt lưng, vẻ mặt của bà ấy đột nhiên trở nên cứng đờ, chỉ nói, thì ra là bùi điện soái. Lục đồng nghe được lời này, trong lòng rung động. Bên kia gọi hắn là bùi điện soái trước tiên thay vì thế tử. Nghe có vẻ như danh tính triệu ninh công thế tử của Bùi Vân Ánh không ồn ào bằng chức danh điện tiền chỉ huy sứ nhìn vẻ mặt của phu nhân này. Chẳng lẽ bùi điện soái đã làm điều gì đó đáng sợ trong thời gian tại chức sao? Phu nhân mỉm cười nói, lão gia nhà ta trước đây cũng từng nhắc đến bùi điện soái tuổi trẻ tài cao. Hôm nay được gặp, quả đúng là danh bất hư truyền. Bà ta trên miệng thì giả là chào hỏi bùi vân ánh, nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo con trai mình đang được hạ nhân dìu dậy. Bùi vân ánh mỉm cười, thu kiếm lại, nhìn bà ta, bình tĩnh nói, không dám hắn thực sự không muốn nhận lời khen ngợi của đối phương phu nhân lại nhìn lục đồng có lẽ đang nghi ngờ mối quan hệ giữa lục đồng và bùi vân ánh bà do dự một chút sau đó nghiến răng nghiến lợi nói vừa rồi ta mất bình tĩnh vô tình hiểu lầm vị cô nương này mong cô nương đừng để bụng lục đồng cụp mắt xuống không sao vừa nói xong vị công tử đang được người hầu đỡ bên cạnh lại bắt đầu thở dốc trông vô cùng đau đớn. Phu nhân nhìn thấy điều này, sắc mặt thay đổi, không còn quan tâm đến lục đồng và bùi vân ánh nữa, liền ôm vị thiếu gia kia vào lòng, lo lắng đến mức suýt rơi nước mắt, lân nhi. Bà dục thị nữ bên cạnh, đã đi mời đại phu chưa? Thị nữ lắc đầu, cũng lo lắng nói, đại phu trong chùa đã xuống núi rồi, vẫn chưa về. Nàng ta đột nhiên hạ giọng, hôm nay thiếu gia phát bệnh đột một quá, hình như còn nghiêm trọng hơn ngày trước phải làm sao mới được đây thấy bọn họ sợ hãi lục đồng rút ra những cây kim vàng mà nàng vừa cắm vào cơ thể bệnh nhân vẻ mặt hơi dừng lại bùi vân ánh liếc nhìn nàng sau đó đột nhiên nhìn vị phu nhân kia nói có vẻ như tình trạng của lệnh lang hiện tại rất xấu sao vẫn chưa mời đại phu đến xem xét phu nhân nghe vậy thậm chí không thể nặn ra được một nụ cười gượng gạo chỉ biết nức nở trên núi này đâu có đại phu bùi vân ánh cười nhẹ không phải trước mặt có một vị đây sao lời này vừa nói ra cả phu nhân và lục đồng đều giật mình bùi vân ánh nở nụ cười trên môi chậm rãi nói lục cô nương đây là đại phu của nhân tâm y quán món xuân thủy sinh trước đây nổi tiếng ở thịnh kinh là do nàng ấy làm ra đồng phu nhân hắn thân thiết gọi đối phương vừa rồi lục đại phu đã cứu đồng thiếu ra một lần nếu muốn nàng ấy có thể cứu hắn lần thứ hai. Lục đồng giật mình, theo bản năng nhìn về phía Bùi Vân Ánh. Làm sao anh ta biết Xuân Thủy sinh? Là do nàng làm ra, bên kia nghe xong, đồng phu nhân hướng ánh mắt về phía lục đồn, vẻ mặt vẫn có chút do dự. Vừa rồi bà không nhìn thấy lục đồng lúc nàng cứu đồng lân, bà không biết người này có năng lực đến mức nào, nhưng nàng ta còn trẻ như vậy, lại là một cô nương. Trong vòng tay của bà, đồng lân cau mày rên rỉ đau đớn hơi thở yếu ớt đồng phu nhân sắc mặt mấy lần thay đổi hiện tại không có đại phu nào khác chờ người lên núi đã muộn vì bùi vân ánh là người đảm bảo nữ nhân này không thể là kẻ lừa đảo trước mắt chỉ có thể liều một phen thôi trái tim bà hẫng một nhịp quay lại nhìn lục đồng thành khẩn cầu xin xin lục đại phu xin hãy cứu con trai ta chỉ cần Lục đại phu có thể cứu được mạng sống của con trai ta, đồng gia chúng ta nhất định sẽ trọng thương. Nói xong còn định cúi lạy, một đôi tay giữ lấy cánh tay bà, ngăn Đồng phu nhân cúi lạy. Lục Đồng bình tĩnh nói, "Phu nhân, không cần khách khí, làm đại phu thì cứu người là nhiệm vụ của ta." Đồng phu nhân nhìn nàng, đè nén sợ hãi đối với Bùi Vân Ánh, ngẩng đầu lạnh lùng nói, "Nhưng nếu như ngươi lừa ta, làm hại con trai ta, chỉ hoãn cơ hội chữa trị cho con trai ta sự đe dọa hiện rõ trong lời nói của bà lục đồng không nói gì im lặng đáp lại nàng nhặt cây kim vàng vừa đánh rơi lên quay đầu lại bắt gặp đôi mắt đang cười như không cười của bùi vân ánh hắn nhướng mày hơi nghiêng người về phía trước thấp giọng hỏi nàng lục đại phu có thể chữa khỏi bệnh cho hắn không chàng thanh niên rất cao lục đồng được bao bọc trong thân hình của hắn với tư thế cực kỳ thân mật nàng bình tĩnh tránh xa anh ta và nói thử xem sao hắn gật đầu nghiêm túc nói lục đại phu nhất định phải chữa khỏi cho hắn nếu không nếu có chuyện gì xảy ra ngay cả ta cũng sẽ bị liên lụy nói xong lông mày và ánh mắt của người nam tử đều mang theo nụ cười giọng điệu thoải mái không có chốt lo lắng nào rõ ràng là không để tâm đến vấn đề này Lục Đồng không nói thêm nữa, đi đến trước mặt công tử kia, bảo người hầu đỡ hắn dậy, lau sạch những cây kim vàng rồi lại bắt đầu châm cứu cho hắn. Tất cả những người đang xem náo nhiệt đều đã bị người hầu của Đồng gia đuổi đi, chỉ còn lại Tiêu Trục Phong và Đoàn Tiểu Ngôn. Đồng phu nhân nhìn động tác của Lục Đồng, trên mặt cực kỳ căng thẳng, âm thầm đổ mồ hôi. So với bà ấy thì ngân tranh thoải mái hơn rất nhiều. Đoàn Tiểu Ngôn thấy thế, lặng lẽ tiến về phía ngân tranh, dùng giọng quen thuộc nói, tỷ tỷ này, y thuật của lục đại phu thật sự giỏi như vậy sao? Ngân tranh vừa nhìn thấy chàng trai trẻ đưa huy hiệu cho đồng phu nhân xem, đoán được thân phận hắn, chỉ nói, đương nhiên rồi. Cô nương nhà ta cái gì cũng biết. Đột nhiên nàng thở dài, thật đáng tiếc, nàng ấy còn trẻ nên người ta không tin tưởng. Cứ như vị đồng phu nhân kia kìa, nàng nói với giọng điệu có chút oán giận, cô nương nhà ta đã có lòng tốt cứu mạng con trai bà ấy. Nhưng thay vì cảm ơn, bà ấy lại muốn trói nàng ấy lại giải lên quan phù. Trên đời sao lại có người lấy oán báo ân thế chứ? Đoàn tiểu môn bật cười. Ngân tranh quay đầu nhìn hắn, ngươi cười cái gì? Tỷ tỷ. Đoàn tiểu môn nhịn cười, tỷ cũng không nghĩ mà xem. Đồng lão gia là thái phủ tự khanh ở thịnh kinh, nhưng con trai ông ta lại mắc bệnh lao nếu tin tức này truyền ra ngoài làm gì có cô nương tốt nào chịu gả cho hắn chứ dấu còn không kịp nữa là lục đại phu vừa tiết lộ tình trạng của đồng thiếu gia trước mặt mọi người như thế đồng phu nhân hẳn rất tức giận tất nhiên chỉ có cách bắt trói lục đại phu gắn cho nàng ấy cái danh lừa đảo thì mới chứng minh được đồng thiếu gia không mắc bệnh lao ngân tranh nghe vậy thì chết lặng lại có chuyện như vậy sao hơn nữa giấu được một lúc chứ đâu có giấu được cả đời. Cô nương nhà lành cũng đâu có tạo nghiệp gì để mà bị lừa cưới chứ. Xuyệt, nhỏ giọng chút. Đoàn tiểu ngôn vội vàng nói, tỉ tỉ yên tâm, cho dù là vì đại nhân của chúng ta, đồng phu nhân cũng không dám bắt chói lục đại phu nữa. Hơn nữa, nếu lục đại phu thật sự chữa khỏi bệnh cho đồng thiếu gia, đồng gia tạ ơn cũng không muộn. Gia đình họ vẫn luôn yêu thương đứa con út, ân nhân cứu mạng của đồng thiếu gia, bọn họ ắt sẽ không bạc đãi. Ai cần bọn họ cảm kích? Ngân tranh tức giận, nhân phẩm như vậy, phải báo cho các cô nương tránh xa mới phải. Đoàn tiểu ngôn ho nhẹ một tiếng, không dám nói nữa. Ở đầu bên kia, lục đồng đang cẩn thận châm cứu cho đồng thiếu gia. Đồng thiếu gia hơi thừa cân và có lẽ ngày thường ít vận động, mạch nặng và yếu, phổi và thần cũng yếu. Lục Đồng nhắm chuẩn vào từng huyệt đạo khác nhau của hắn, từng kim cắm xuống. Thỉnh thoảng lại bảo Ngân Tranh đi lấy ít rượu ấm. Sắc mặt Đồng thiếu gia dần dần dịu đi, hơi thở cũng không còn gấp gáp nữa, đang dần bình tĩnh lại. Khi Đồng phu nhân nhìn thấy điều này, bà đã niệm A Di Đà nhiều lần và vui mừng phát khóc. Trên trán Lục Đồng dần dần xuất hiện một ít mồ hôi, Ngân Tranh vội vàng bước tới đưa khăn tay cho nàng lục đồng cũng không ngừng đầu lên chỉ thản nhiên cầm khăn tay lau đi hôm nay nàng mặc một chiếc áo ngắn màu trắng trơn và một chiếc váy dài khi giơ tay lên để lộ cổ tay ngọc trắng sáng và không đeo bất kỳ vòng tay hay trang sức nào bùi vân ánh tùy ý liếc nhìn một cái sau đó ánh mắt cứng đờ nụ cười trên môi dần nhạt đi ánh mắt dần trở nên sắc bén giữa cổ tay đó có một vết đỏ mờ vết thương còn mới và sâu lan dần lên trên đó là một vết thương mới phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn